Ta có hệ thống auto tu luyện chương 2595, rất nắm chắc. Có một lần, sư phụ xuống núi trở về, giống như thay đổi thành một người khác, cả ngày phát giận, cũng ngày càng bất mãn với các nàng, ngay cả đồ đệ được sủng ái nhất là nàng cũng bị phạt không ít. Khi đó, nàng thường nghe thấy sư phụ nghiến răng nghiến lợi nhắc tới tên một người. Nàng ngây thơ nghĩ, là ai làm lão sư tức giận, sau này phải đánh hắn một trận. Nàng nhớ rỡ cái tên kia là Cố Phi có một ngày nàng mới vừa luyện tập xong chợt nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người tới tuyết phong chưa bao giờ có nam nhân tới nhưng lúc này nàng thấy mười mấy nam nhân dẫn theo tùy tùng đang thương lượng với sư phụ ở phòng khách nàng cảm thấy rất hiếu kỳ tránh ở trong góc phòng khách nhìn lén ngài gọi ta đến có gì phân phó sao lão giả mặc áo xanh thở dài trong đại sảnh rõ ràng rất cung kính với sư phụ của mình là khuất hồng yến Quốc Hồng Yến ngồi trên ngai vàng cung chủ, phất tay, nhỏ giọng nói, lần này xin mọi người hỗ trợ cùng đối phó với Cố Phi, ta nguyện lấy cửu ngũ chí tôn đan để cảm ơn. Loan Tuấn Hào vuốt chồng râu, cười nhẹ, không ngờ để đối phó với một Cố Phi, Quốc cung chủ sẵn sàng lấy ra hơn 10 viên cửu ngũ chí tôn đan, đúng là quá đề cao hắn. Khổng Khôi nói, Lam Tuấn Hào, mùa xuân đến bất ngờ. Cố Phi đứng thứ ba trên bảng thiên địa, thực không phải chúng ta có thể chống lại. Mắt Loan Tuấn Hào lộ ra một tia kinh miệt, hừ nói, ta chỉ bế quan tu luyện, bỏ lỡ bản thiên đại. Lần này vừa hay kiểm tra thành quả tu luyện. Khổng Thôi lạnh lùng nói, như vậy, cố phi tới, một mình ngươi có được không? Loan Tuấn Hào cười ha ha, nỗ lực thôi, nhưng mọi người cùng ra tay cũng nắm chắc hơn. Trần Phi Chu kinh ngạc nói, Loan Tuấn Hào, ngươi luyện thần công gì vậy, có chắc là một mình đối phó được với cố phi không? Loan Tuấn Hào dưới cái nhìn chăm chú cười nói, không biết mọi người có từng nghe nói hằng hà thủ ấn không? Hằng hà thủ ấn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Trần Phi Chu nghiêm nghị nói, chẳng lẽ là hằng hà thủ ấn của người đứng thứ sáu vạn năm trước? Trong mắt Loan Tuấn Hào nổi lên hàng quang, tràn đầy tự tin nói, đúng vậy, chính là vũ kỹ của hằng hà võ đế. Đừng nói là cố phi, cho dù bá thiên võ đế đến, thì hằng hà thủ ấn của ta cũng có thể đánh nát bất bại kim thân của hắn ha ha. Trần Hải Thiên cười nói, lúc đầu ta có hơi lo lắng. Nhưng hiện giờ Tuấn Hào Huynh đã luyện thành hằng hà thủ ấn, mà ta cũng phát hiện một huyền băng thương thượng cổ. Phối hợp với bách chiến thương pháp của ta đúng là gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Văn Quốc cũng gật đầu cười nói, đúng vậy, 10 người chúng ta đều là võ giả cửu thiên, cộng thêm khúc cung chủ, đừng nói là cố phi, dù ba vị trí đầu thiên địa bản tới cũng không thể sống sót trở về trần hải cười lạnh nói hiện giờ ta lo lắng nhất là cố phi biết nhiều người chúng ta tụ tập ở trong này như vậy hắn không dám tới mặt khuất hồng yến bình tĩnh trong mắt hiện lên một tia ủ rũ nàng thản nhiên nói ngươi yên tâm nếu hắn không dám tới coi như thất bại ta sẽ sai người đưa cửu ngũ chí tôn cho nhóm các ngươi trong mắt loan tuấn hào đầy ánh sao mỉm cười tốt quá ta nghĩ hắn không dám đến đâu một đám người đứng trong phòng khách thưởng thức rượu ngon, nghe tiên nhạc hay, theo sự lên xuống của đám mây ngoài cung. Mọi người đều vui vẻ hết mình. Phó Khải Thủy dơ chén rượu lên nói, ha ha, chơi vui vẻ. Thần hiểu cung đúng là tiên cảnh nhân gian. Loan Tuấn Hào cười lạnh nói, cái gì mà quân vũ đế, cái gì mà thứ ba thiên hạ, chỉ là thường thôi. Trần Hải cười nói, không thể trách hắn. Nếu biết có 10 võ giả cửu thiên đang đợi hắn, ai mà dám đến, ha ha. Dịch viễn vẫn luôn im lặng đột nhiên nói Liệu Cố Phi có mời thêm một đám người đến hỗ trợ không Vậy trận chiến sẽ kịch liệt Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc Nghĩ đến khả năng này Tâm tình vốn đang vô tư đột chuyển sang lo âu Loan Tuấn Hào lạnh lùng nói Vậy ta cũng chưa chắc đã thất bại Cuối cùng Cố Phi hãy giao cho ta Quốc Hồng Yến dựa vào trên mặt bàn Tay đỡ chán Nhìn mọi người bên dưới Trong lòng nàng hiện lên một tia chán ghét Nàng lạnh lùng nói Cố Phi sẽ không nhờ kẻ nào đến hỗ trợ. Trần Hải hỏi, vì sao cung chủ khẳng định như vậy? Mắt khuất hồng yến lộ ra một chút mê mang, thở dài, bởi vì hắn đã đến rồi. Cái gì? Đã đến đây, ở đâu? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bắt đầu cảnh giác, thần thức lan tràn ra như sóng biển, nhưng là biển mây, lại không cảm ứng được chút lông tơ nào. Loan Tuấn Hào lạnh lùng nói, cung chủ đoán sai rồi sao? Quách Hồng Yến thở dài, "Ngươi không chú ý tới nổi gió rồi sao?" "Nổi gió?" Dương hút Cao mày nói, "Chỗ này ở trên đỉnh một ngọn núi, gió lớn là bình thường." Đột nhiên, mọi người trong phòng khách đều cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi qua, quần áo bị thổi bay. Bọn họ trở nên căng thẳng. Ngoài phòng khách, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, tầng mây cuồn cuộn, biển mây đầy trời, thủy khí hải vân đầy trời bị lực hấp vô tận kéo hội tụ thành một đám trên không trung, mây của cả thần hiểu cung đều bị hút sạch, mấy vạn năm qua, đây là lần đầu tiên xuất hiện lục thủy thanh sơn. Mà trên không trung có một vân thủ màu vàng to lớn, kẻ khác không dám nhìn thẳng. Bàn tay kia giống như thiên thần, đột nhiên đánh xuống phía dưới. Thiên uy cùng cuộn rơi xuống đất giống như thiên thạch, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, phó khải thủy nhanh chóng quát, chúng ta ra tay. Loan Tuấn Hào hoảng sợ nói, sao lại mạnh như vậy? hằng hà thủ ấn, ra. Một hằng hà chuyển động trong bàn tay hắn, giống như tất cả con sông đều tập hợp trong đó. Tráng Trần Hải cũng đổ mồ hôi. Trường thương màu vàng phá không bay ra, kim mang nở rộ, bách chiến thần thương. Người còn lại cũng không dám tùy tiện, nhanh chóng thi triển ra tuyệt học cực mạnh. Mặt sương chỉ. Xuyên long ẩn. Thiên vũ Phật thủ. Vô lôi minh. Huyền băng quyền. Bách diễm đao Vô ngân quỷ trưởng Trong lúc nhất thời, ánh sáng tuyết phong bay thẳng tận trời, trời đất đều bị xé rách. Oanh Tất cả sức mạnh đều va chạm lẫn nhau, một cái động lớn xuất hiện ở trên không trung, tất cả ánh sáng đều bị cắn nuốt, giống như thiên tháp đổ xuống, vũ trụ sụp đổ. Hát Đột nhiên, u ám lóe sáng trên không trung, tất cả sức mạnh nổ mạnh. Kim mang hạ xuống, nặng nề dừng ở trên tuyết phong. Kỳ lạ ở chỗ dưới hào quang bùng nổ, lại không có âm thanh gì. Chỉ nghe thấy 10 tiếng hét chói tai, 10 bóng người lần lượt bay ra. 10 người đều bị đánh nát nội tạng, ngã xuống đất trọng thương. Trong mắt họ tràn ngập sợ hãi. Đều là võ giả cửu thiên. Sao trên lệch lại lớn như vậy? Cả quá trình, khuất hồng yếu đều không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế. Nàng nhìn hải vân ngưng kết thành kim quang đầy trời, mắt lộ vẻ si mê, khóe miệng nhếch lên hắn vẫn là ngầu nhất nhưng nụ cười lại đầy chua sót đám mây đầy trời ngưng tụ thành một chưởng phần lớn đều tan biến mây vân còn lại từ từ ngưng tụ thành một cái thang dài từ trên trời hạ xuống một quần sáng chói mắt bao phủ trên không trung trong quần sáng từ từ lóe lên một đôi mắt xinh đẹp tiểu vân trốn ở trong góc phòng sợ ngây người đôi mắt kia thật mê người chỉ nhìn thôi cũng làm nàng khó quên chủ nhân đôi mắt thân mặc áo trắng từ trên cây thang chậm rãi đi xuống. Loan Tuấn Hào đi ra ngoài cung điện một đoạn, thấy thân ảnh Cố Phi từ từ đi xuống, trong lòng rất kinh hãi. Hắn nhớ tới lời lúc trước nói, trong lòng rất kinh hãi, sợ tới mức mồ hôi ướt đẫm, tuyệt vọng kêu lên, cố, cố đại nhân, ta không cố ý, xin ngươi thả ra ra, ta không dám nữa. Vũ lực của hắn không đổi, chắc chắn sẽ chết. Cố phi từng bước đi xuống khỏi đám mây, nhìn chầm chầm vào khúc hồng yến, đột nhiên thở dài, Hồng Yến, làm gì vậy? Loan Tuấn Hào phát hiện Cố Phi không thèm liếc mắt nhìn hắn, nghĩ tất cả mọi người đều đang nhìn mình, mình chỉ như một con kiến đáng thương. Cảm giác bị khinh khi vũ nhục dâng lên trong lòng, hắn hận đến nghiến răng, nhưng không dám nói câu nào, chỉ có thể oán hận nhìn chầm chầm Cố Phi. Khuất Hồng Yến thở dài, một giọt nước mắt rơi xuống, nàng nhỏ giọng nói, để ta nhảy cho ngươi một điệu đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua nét ưu thương, bộ hồng y mờ ảo xuất thần bốn phía lập tức im lặng chỉ có một bóng dáng đang thản nhiên nhảy múa cố phi thở dài nói thật ngươi thua rồi quất hồng yến cười khổ nói từ một đại đan ta đã thua rồi nàng lau nước mắt nơi khóe mắt đột nhiên nói to cố phi hôm nay không phải ngươi chết thì là ta mất mạng cố phi thở dài ngươi không phải đối thủ của ta mười con kiến này không chịu nổi một kích sao làm sao giết ta được quất hồng yến cười lạnh nói ta mời mười người tới chẳng qua chỉ để tiêu hao chân khí của ngươi. Không ngờ những người này vô dụng như vậy. Nàng từ từ giơ kiếm trong tay lên, chớp mắt Lạc Tuyết Phong đã tử khí bao phủ. Phong chủ mấy ngọn núi khác đột nhiên mở to mắt, hô lớn, là tín hiệu của cung chủ, bắt đầu rồi sao? Bảy vị phong chủ cùng thi triển các loại kết ấn, đánh vào đại trận viễn cổ. Nhất thời bảy đạo hào quang hướng thẳng lên trời hóa thành ánh sáng tím vô tận, phá không hào quang đầy trời lập tức biến thành mây tím bầy trời đầy sao lóe lên bao phủ cả thần hiểu cung tử khí đông lai cố phi thay đổi sắc mặt thở dài xem ra ngươi thật sự muốn giết ta trên mặt khuất hồng yến lộ ra nụ cười thê lương nói lớn đại trận hộ sơn của thần hiểu cung ngàn vạn năm chưa dùng nay đệ tử khuất hồng yến bất tài muốn mượn trận này giết chết cố phi bầu trời đầy sao tỏa ra tử quang vô tận Hóa thành những đóa hoa rơi xuống cuộn lấy ở trong không trung thổi quét về phía Cố Phi. Tử khí Đông Lai kích hoạt lực tinh tú, tay ta dùng thần kiếm có thể hấp thu lực sơn xuyên. Trên Lạc Tuyết Phong, dưới sao Tử Vi, ta chính là thần, Cố Phi, ngươi chết chắc rồi. Cố Phi bay thẳng lên trời, áo bào trắng không gió tự bay ở trên trên người hắn giống như một đám mây. Ánh mắt hắn tập trung trên tay phải. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh kiếm giản dị. Hắn nhỏ giọng nói: nhìn đây, lão bằng hữu. Một luồng ánh sáng giống như tơ lụa từ dải ngân hà chảy xuống. Đột nhiên, kiếm long gầm, thân kiếm như nước, có khắc nhật nguyệt sơn xuyên, hoa trùng điểu thú, làm nền cho rồng ngâm. Dù ngươi có hàng tỷ ngôi sao, ta vẫn có thể một kiếm chém đứt. Mặt khuất hồng yến hơi đổi, dung mạo tuyệt thế, giống như hóa thân của kiếm linh, tràn đầy hào quang, quát khẽ, kiếm xuất thiên hạ, phàm nhân chớ hỏi hàng ngàn hàng vạn ngôi sao tan biến ở trong đồng tử của tiểu vân một cổ uy áp trời đất không thể chống lại tràn ngập không gian nàng chỉ cảm thấy ngực buồn bực dần mất đi tri giác trí nhớ của la vân thường dừng ở đây bởi vì lúc nàng tỉnh lại thần hiểu cung đã không còn bóng người sư phụ thua phá quân võ đế cố phi dùng một chiêu đánh bại mười võ giả cửu thiên lực đè ép cung chủ thần hiểu cung khuất hồng yến cả thiên võ đại lục đều phải trầm trồ nhưng lúc này Truyền đến tin tức Cố Phi chết. Dù thế nào Vân Thường cũng thấy khó tin. Ai có thể giết được Cố Phi? Sau đó, nàng vào Thiên Xuyên, đơn giản vì nơi này có pho tượng Cố Phi rất giống thật. Suy nghĩ từ 15 năm trước quay trở về, trong mắt La Vân Thường lộ ra sự cô đơn vô hạn. Ánh mắt nàng dường như cố ý lại vô tình nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, giống như đang tìm gì đó. Ngày đó ở trên võ trường, thần thái của tiểu tử này giống y như Cố Phi đáng tiếc, ngươi không phải hắn. Tần Dương lại lạnh lùng nói, hắn là ai? Ta không có tư cách biết sao. La Vân thường hoàng hồn, cười khổ nói, hắn chết rồi. Chết, chết rồi. Tần Dương với mọi người sửng sốt. Tần Dương tiêu tan tức giận, dù hắn là ai, nếu hắn đã chết, ta vẫn có cơ hội. Hắn làm gì mà khiến ngươi ái mộ như vậy? Chỉ cần hắn làm được thì ta cũng làm được. La Vân thường ngẩng đầu cười cười, nhỏ giọng nói, ngươi cũng có thể làm được, nghe hay lắm. Hắn luyện chế trảm tinh thần giai thần siêu phẩm, là luyện khí sư cấp 9, trưởng lão vinh dự của công hội tổng bộ. Hắn đã giết sạch 8.000 hải vực trợ giúp bằng hữu, bị hải vương đuổi giết vĩnh viễn. Hắn dùng một chiêu đánh bại 10 võ giả cửu thiên cảnh. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khuất hồng yến cung chủ thần hiểu cung cũng không giữ được trái tim hắn. Nhiều lắm, La Vân thường cười nhẹ, hiện giờ ngươi đã biết người trong lòng ta là ai rồi đúng không chỉ cần ngươi có thể làm được một phần mười của hắn ta sẽ gả cho ngươi đương nhiên tần dương biết tất cả mọi người ở đây đều biết mười năm trước không ai dám tùy tiện nói ra cái tên kia la vân thương đẩy thị nữ bên cạnh ra điểm mũi chân lướt qua cung điện chỉ để lại một câu nhẹ nhàng ta có hơi mệt đi trước xin thứ lỗi cả sảnh yến hội rơi vào yên tĩnh Tô Tiểu Bạch kinh ngạc ngồi trên ghế, trừng mắt, cầm chén rượu thanh đồng lên. Tần Dương trầm mặt rất lâu, mới thở dài, ta tiếp tục thôi. Bạch Thiếu, Bạch Thiếu, ngươi sao vậy? Bạch Vũ phát hiện Tô Tiểu Bạch không bình thường, lấy tay đẩy hắn. Tô Tiểu Bạch hồi thần, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn hướng La Vân Thường biến mất. Tiêu Trữ Vương nở nụ cười thản nhiên, người trẻ tuổi tán gái phải kiên nhẫn. Tiểu cô nương đều yêu anh hùng, nhưng dù sao cố phi đã chết mười mấy năm rồi ngươi phải kiên trì bền bỉ phải biết là mỹ nữ đều không chịu nổi dây dưa tần dương chỉ đành nói đa tạ tiêu thống lĩnh đã chỉ điểm suy sụp ngồi trở lại chỗ yến vương tần nhạc thầm thở vào nếu la vân thường đồng ý lời cầu hôn của tần dương thì tần dương không chỉ có thêm một luyện khí sư và sự trợ giúp của võ quân mà còn có một đội hộ quốc thần vệ chống lưng sức mạnh này uy hiếp rất mạnh với mình sau khúc nhạc đệm tiệc trụ không hề bị ảnh hưởng mọi người tiếp tục ăn uống nói cười vui vẻ tần dương cũng không để ý bại bởi cố phi không có gì kinh người bạch manh cắn một miếng thịt dê đột nhiên hỏi sư phụ ta suy nghĩ rất lâu vẫn không biết mỹ nữ vừa rồi nói tới ai ngươi biết không là dương địch sao dương địch là người thiên xuyên địa vị như thần mọi người đều biết bạch vũ trừng mắt nhìn hắn một cái người nàng nói chính là sư phụ của dương địch đại nhân tuyệt thế cường đại cố phi đại nhân. Qua, là hắn. Ta đã nhìn thấy pho tượng đó. Mặc dù có uy phong nhưng không soái mà. Bạch manh khó hiểu, hắn là bị ngốc sao, để nhất mỹ nữ cũng không thích. Khụ 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 khụ. Tô Tiểu Bạch ho khang mạnh, tức giận nói, ngươi thì biết cái gì. Đây gọi là vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp không dính thân. Đứng giữa vạn bụi hoa vẫn không dính dù chỉ một mảnh lá. Đánh rắm, Ta thấy một là hắn bị ngu, hai là đồng tính. Bạch manh cào nhào, Trần ca, các ngươi nói đúng không? Trần chân nở nụ cười, ha hả, đúng, ta cũng nghĩ người kia là đồng tính. Ai có thể thờ ơ với đệ nhất mỹ nhân? Hai, bạch thiếu, sao mặt ngươi lại đen vậy? Hay là các ngươi có gì đó? Hay từng cùng nhau tìm xà phòng rồi? Ha 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 ha. Một lời nói làm mặt tô tiểu bạch tái đi, sao các ngươi lại nói chuyện không tôn trọng như vậy về tiền bối võ lâm? Tôn trọng cái quỷ. Trần chân hô lớn, hắn cũng chỉ mạnh hơn chúng ta một chút, giết nhiều người hơn chúng ta một chút thôi. Nhìn đám mỹ nữ này đi, vừa nghe thấy tên cố phi cả đám đã như hoa si. Thao. Chỉ dựa vào điều này hắn đã là kẻ thù của nam nhân cả đại lục. Bách Hàng, ngươi cũng nghĩ vậy đúng không? Bách Hàng còn gật đầu thật, nghiêm túc nói, đương nhiên. Ngay cả đệ nhất mỹ nhân cũng yêu hắn, dù có chết vạn lần cũng chưa hết tội. Bạch thiếu, ngươi nói đúng không? Tô Tiểu Bạch Tần như tuyết chú ý tới tiếng cười đùa bên này, nàng hô, Tô Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho ta vậy? Tô Tiểu Bạch hoảng sợ, nhìn Trần Chân và Bách Hàng xin giúp đỡ. Ta chỉ đến ăn bữa cơm, còn phải tặng lễ vật sao? Trần Chân với Bách Hàng cùng lấy ra hai cái hộp nhỏ gõ gõ lên bàn bọn họ nhìn Tô Tiểu Bạch bằng ánh mắt đồng tính, như muốn nói, ngươi không chuẩn bị một chút lễ vật gì sao? Mặt Tô Tiểu Bạch càng tái. Hừ, có một số người sợ là chỉ đến lừa ăn lừa uống mà thôi. Tô giật lạnh lùng trào phúng. Lừa ăn lừa uống? A, à, chỉ biết nói xấu. Tô Tiểu Bạch nói to. Ta nhổ vào, dám coi thường chúng ta. Sư phụ, lấy lễ vật ngươi chuẩn bị ra đi, cho họ mở mang tầm mắt. Bạch Manh hớn hở nói. Tần Như Tuyết phấn khích nói, Tô Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị lễ vật cho ta sao? Mau mang lên. Mọi người tò mò nhìn Tô Tiểu Bạch. Tần Chinh mở ánh mắt vẫn đục, cười nhạt nói, Như Tuyết, đều nhờ có Tiểu Bạch cứu ngươi, giờ ngươi còn ở đây đòi lễ vật sao? Tần Như Tuyết hừ nói, cái nào ra cái đấy? Nếu lễ vật làm ta không hài lòng, hừ hừ, ta sẽ. Tô Tiểu Bạch đầu vừa chuyển đứng lên, Ngươi cũng biết nếu so với đám quý tộc phú thương nô tài phá gia chi tử này ta không có gì tốt để cho ngươi cả. Cho nên hôm nay ta chuẩn bị diễn tấu một nhạc khúc, mong công chúa ngày càng hoạt bác xinh đẹp. Tô giật nghe vậy, cười ha ha, tấu nhạc. Ha ha, chúc tài vật này của ngươi, ai thèm nghe. Nhạc công trong cung nhiều như vật, đừng làm mất mặt tô gia. Tô tiểu bạch lạnh lùng nói, a à bác, đến lượt ngươi nói chuyện sao? Chú ý thân phận của ngươi. Ngươi! Tô giật giận sôi lên, trong lòng chỉ muốn chém cô tiểu bạch thành ngàn mảnh, tần như tuyết sửng sốt hưng phấn vỗ tay hô, qua, ngươi còn biết đánh đàn, ta phải nghe ngươi đánh đàn. Tất cả mọi người đều thầm lắc đầu, đúng là người so với người tức chết, mình dùng nhiều tiền mua lễ vật cũng không nhìn thấy một nụ cười của công chúa, tiểu tử này vắt cổ chày ra nước đàn một khúc đã làm công chúa vui vẻ. Rất nhanh, sảnh yến hội đã dọn xong đàn. Tần Chinh nở nụ cười, kinh quốc công cả đời chiến mã long phi tướng quân cũng giỏi võ nghệ không ngờ hậu nhân lại tinh thông âm nhạc tô tiểu bạch từ từ đi tới án cầm khí thế bắt đầu thay đổi tiêu trữ vương kinh ngạc mặc dù hắn không hiểu âm luật nhưng khí thế mà tô tiểu bạch phát ra lại làm nội tâm hắn chấn động tô tiểu bạch ngồi xuống vẻ mặt nghiêm nghị nhắm mắt nhớ lại rừng trúc trong trẻo nhưng lạnh lùng hắn thanh tú như thần mặc bộ áo trắng tay áo trắng bay bay giống như mây lúc trước là cố phi hôm nay là tô tiểu bạch tô tiểu bạch nâng tay lên xoa cầm huyền đây là một cây đàn tốt nhưng cũng chỉ vậy không thể sánh với thiên cầm của hắn một tia sáng chiếu xuống từ từ rơi trên cầm huyền chiếu rọi đầu ngón tay của tô tiểu bạch đột nhiên trời đất yên tĩnh lại ánh trắng chiếu nghiêng vào người hắn bao phủ hắn trong ánh sáng trong trẻo lạnh lùng nhưng tô tiểu bạch không ý thức được vẫn nhìn chằm chằm tay mình đây là khúc nguyệt quang ánh mắt cần như tuyết dần trợn to tất cả thanh âm đều biến mất chỉ có tiếng đàn ánh sáng ánh trăng nhu hòa giống như đóa hoa tươi đột nhiên nở rộ tiếng đàn trong trẻo vang vọng trong trời đất không biết qua bao lâu âm thanh mới mất hẳn giống như đạp lên ánh trăng trở lại bầu trời đêm vô tận đại sảnh yến hội không có âm thanh giống như không có ai ở bỗng nhiên bên ngoài có người hô bệ hạ bệ hạ bách hoa trong hoa viên đã nở rộ cái gì Sao hoa lại nở vào ban đêm? Tất cả mọi người đều chấn động, nhưng hai bên hành lang dài, hoa tươi tranh nhau khoe sắc, các loại mùi thơm xông vào mũi thấm lòng người. Ánh trăng như nước, trăm hoa đua nở. Chuyện này, mọi người vẫn chưa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ. Mắt tần như tuyết lóe lên tia sáng, giọng nói líu ríu, thật đẹp, hoa dưới ánh trăng đẹp quá. Khúc nguyệt quang càng đẹp hơn, đáng tiếc La Vân thường đã đi rồi. Nếu không nàng nghe thấy khúc Nguyệt Quang sẽ có cảm nhận gì Tiêu trữ vương lộ vẻ mặt phức tạp nhỏ giọng nói Nghe nói lúc Cố Phi và khúc Hồng Yến mới quen Ở trong rừng trúc giao hoa đảo đã đàn một khúc Nguyệt Quang Lúc đó gió tuyết nổi lên Tấu xong một khúc đã đánh thức hoa thần Mệnh lệnh hoa nở Không ngờ hôm nay ta lại may mắn nghe được thần khúc này Tô Tiểu Bạch cũng xúc động trong lòng Trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp Hắn thở dài một hơi Một vũ Hồng Yến khuynh thiên hạ hay, quá hay. Tần Chinh vỗ tay đầu tiên cười nói, ta sống nhiều năm như vậy, hiện giờ mới biết được trên thế giới có một khúc hay như vậy. Nhạc sĩ Cung Đình đều ăn cơm trắng, ngày mai cút hết cho ta. Sắc mặt tô giật càng âm trầm, như sắp không nhịn được. Hắn chua chát nói, nhưng dù có đàn hay thế nào cũng không tốn phân tiền nào, công chúa không có được lợi ích gì. So với trứng yêu thú thì kém xa. Tần như tuyết đột nhiên lộ ra một tia chán ghét, lạnh lùng nói ra một chữ, tục. Ngay cả tiêu trữ vương cũng cảm thấy ghê tởm, di vật quý giá nhất ngày hôm nay không có gì tốt hơn cái này. Ta nguyện trả giá lớn để được nghe một lần nữa. Tô giật tức giận đến nghiến răng. Nếu tiêu thống lĩnh muốn nghe như vậy thì để hắn đàn thêm mấy lần. Tô tiểu bạch cười nhạt nói, thần khúc phải người thiên hợp nhất. Hôm đó trong rừng trúc có đệ nhất mỹ nhân, hôm nay trong cung có như tuyết công chúa, mới có thể làm hoa thần động tâm ha ha, đương nhiên ngươi không hiểu được mấy thứ này. Lão bác, trước kia ngươi không có thời gian học, sau này phải học nhiều hơn. Mặt tần như tuyết hiện lên một tia ngượng ngùng, tô tiểu bạch lại đặt nàng sánh với đệ nhất mỹ nhân, làm lòng nàng tràn ngập vui mừng. Tô giật hừ lạnh, ánh mắt đầy sát khí làm bại lộ mọi thứ. Đứng dậy hô, hôm nay, ta không chỉ chuẩn bị lễ vật cho công chúa mà còn chuẩn bị thêm một phần lễ vật nhỏ cho tiêu thống lĩnh. Hiện tại tiêu trữ vương không thích hắn, nên thản nhiên nói một câu, vô công bất thụ lộc, tô công tử không cần đa lễ. Trong mắt tô giật hiện lên một tia phẫn nộ. Hôm nay, tất cả mọi chuyện đều hỏng bét. Đều do tô tiểu bạch gây ra. Hắn nở nụ cười miễn cưỡng nói, nghe nói trước đó tiêu thống lĩnh bị nội thương khi chiến đấu với võ vương sơn. Ta tình cờ lấy được một viên hắc long đan, muốn tặng cho tiêu thống lĩnh. Trong mắt tiêu trữ vương nổi lên ánh sao, đang dược cấp 6, hắc long đan. Tô giật thấy mọi người đều kinh ngạc, cuối cùng cũng thoải mái hơn. Hắn cười nói, đương nhiên. Phương gia mau trình đang lên để tiêu thống lĩnh ăn. Phương gia là tâm phúc của tô giật, chỉ thấy hắn lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra, một viên đan dược sâu đen màu trắng trong nằm bên trong, tỏa ra đủ loại màu sắc sáng bóng. Phương gia cười nói, chỉ cần tiêu thống linh uống viên đan dược này vào, dư thương còn lại trong thân thể sẽ khỏi hắn, võ học còn tiến thêm một bước. Tiêu trữ vương cầm đan dược, thân thể như núi chấn động đến hơi rung nhẹ. Trận đại chiến kia, mặc dù hắn thắng nhưng bị thương quá nặng. Mấy năm nay, võ đạo không tiến còn thụt lùi, điều này làm hắn rất buồn rầu. Hơn nữa, đang dược cấp thấp không thể áp chế thương thế của hắn, cứ như vậy, hắn chỉ sống được mấy năm nữa. Đây là điều hắn và Tần Chinh lo lắng nhất. Nếu hắn ngã xuống, thiên xuyên quốc chỉ còn một võ vương, thực lực một nước sẽ giảm đi. Mấy năm nay, bọn họ phái người đi khắp nơi tìm phóng đan dược nhưng không thu hoạch được gì không ngờ tô giật lại tìm được hắc long đan đan dược này có thể chữa khỏi hoàn toàn cho hắn sao hắn không kích động cho được tần chinh cũng vui vẻ hô tô giật lần này ngươi cống hiến rất lớn ngươi muốn thưởng gì ta sẽ cho ngươi tô giật mừng rỡ vội vàng tạ ơn bệ hạ ta hy vọng được cưới như tuyết công chúa cái gì tất cả mọi người đều kinh ngạc sắc mặt tần như tuyết trở nên tái nhật nàng rất tức giận nói tô giật tên nô lệ như ngươi mà muốn ăn thịt thiên nga phụ thân đừng đồng ý với hắn ánh mắt tô giật lóe lên hắn xuất thân hèn mọn mặc dù bề ngoài hắn đã khống chế tô gia nhưng người mà hắn sử dụng được không nhiều cho nên muốn xoay người hoàn toàn phải có một thân phận tốt làm phò mã là lựa chọn tốt nhất huống hồ tần như tuyết cũng là siêu cấp đại mỹ nhân hắn đã thèm muốn từ lâu Tần Chinh sửng sốt xong đột nhiên trở nên âm trầm, thầm oán trách mình quá kích động, quá mạnh miệng. Giờ nên làm gì đây? Tô giật thấy được điểm này, rèn sắc khi còn nóng nói, bệ hạ, ta rất thích như tuyết công chúa. Xin bệ hạ thực hiện nguyện vọng của ta. Tần như tuyết thấy tần chinh không nói lời nào thì rất căng thẳng, ba ba, ba ba, người đừng như vậy. Mắt tần chinh lộ ra vẻ không tình nguyện, cuối cùng vẫn nhẫn tâm trầm giọng nói, như tuyết, con không được tùy hứng. Tô giật có cống hiến rất lớn. Quân vô hí ngôn, con phải gả cho hắn. Ta tin hắn thật lòng với con, nếu không cũng không tìm trứng yêu thú quý giá đó tặng cho con. Hắn nghĩ thông suốt, chuyện quan trọng là lợi dụng tô giật để kiềm chế gia tộc tô thị. Mặc dù con gái của hắn rất quý giá, nhưng nếu so với xã tắc thì không là gì. Cái gì? Tần như tuyết cảm thấy rùng mình từ đầu đến chân, cả người như rơi vào động băng. Phụ vương vẫn luôn yêu thương mình, nàng căm phẫn lấy trứng yêu thú ra ném lên không trung, ta không cần đồ của hắn. Một đạo ánh sáng sắc bén lóe lên từ trên thân kiếm trong tay nàng. Xích lạp. Trứng yêu thú bị chém thành hai, rơi xuống đất. Chất nhầy tanh hôi rơi đầy đất, cả sảnh yến hội tràn ngập mùi thối làm người ta buồn nôn. Mọi người nhanh chóng che mũi lại, kinh ngạc nhìn quả trứng thối bị vỡ. Thật sự là trứng thối. Ánh mắt mọi người đầy nghi ngờ. Tô giật cũng ngây ra, mặt đầy xấu hổ và tức giận. Phụ hoàng, là trứng thối thật. Tần như tuyết mừng rỡ, vội nói, nhìn đi, ngươi còn nói chân thành với ta, xin phụ hoàng cân nhắc lại. Tần chinh nhíu mày, trầm giọng nói, thứ này quý giá như vậy, người bình thường làm sao biết được. Tô giật cũng bị lừa. Đúng vậy, đúng vậy, bệ hạ nói rất đúng, ta bị lừa. Người bán đáng bị chém ngàn đao. Tô giật nói nghiến răng nghiến lợi. Tần Chinh nói, khuyết điểm không che lấp đi ưu điểm, không thể phủ nhận công của Tô Dật. Hôm nay trẫm tuyên bố, gã như tuyết. Từ từ. Đột nhiên một giọng nói không hài hòa cắt ngang Tần Chinh, Tô Tiểu Bạch cười thản nhiên, dịu dàng nói, viên hắc long đang này cũng là giả. Cái gì? Tần Chinh vốn đang tức giận Tô Tiểu Bạch cắt ngang lời hắn, nhưng lời nói này làm mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa ai lại dám gian dối tặng cho tiêu trữ vương. Nhất thời cả đại sảnh đều nhìn về phía tô giật. Tần như tuyết hô to, đang giả, nhất định là đang giả. Phụ hoàng, chém đầu hắn đi. Nàng như bắt được cộng rơm cứu mạng, nhìn tô tiểu bạch đầy cảm kích, chảy hai dòng nước mắt. Tô giật ngay ra một lát, giận dữ, tô tiểu bạch, đừng nói bừa. Đang dược cấp 6 ta phải trả giá cao mới mua được. Ngươi lại dám lừa bệ hạ. Bệ hạ, người này đang nói bậy nên trừng phạt. Tô Tiểu Bạch Kinh thường nói, lại là trả giá cao. Tô giật sửng sốt, thấy trứng vỡ trên đất nhất thời không nói được gì, nhưng ánh mắt như muốn đốt Tô Tiểu Bạch thành tro. Mặt Tần Chinh cũng trầm xuống. Hắn xoay người nói với Lương Văn Ngọc, Lương Sư, ngươi xem đang dược này thế nào. Lương Văn Ngọc tiến lên quan sát kỹ, sau đó chán nản nói, bệ hạ, đan dược này nhìn qua không giống giả. Nhưng cấp bậc quá cao, ta không phân biệt được. Tiêu trữ vương đè nén kích động trong lòng, nhỏ giọng nói, tô tiểu bạch, ngươi có chứng cứ gì không? Đúng là lúc trước có kẻ địch cố ý đưa thuốc giả cho hắn, suýt nữa thì mất mạng. Cho nên trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tô tiểu bạch cười ôn hòa, cách phân biệt rất đơn giản, bởi vì bản thân đang dược này không có độc, nhưng khi đụng tới máu nó sẽ sinh ra chất kịch độc. Nếu ngươi ăn vào, ngươi chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Cái gì? Tần Chinh đứng phát dậy, ánh mắt tức giận nhìn về phía tô giật. Nếu đúng như lời tô tiểu bạch nói thì đầu của tô giật khó giữ. Tráng tô giật đổ mồ hôi lạnh, vội nhìn về phía phương gia, phương gia cao mày lắc đầu, hắn cố lấy dũng khí nói, bệ hạ, đừng nghe người này nói lung tung. Tiêu thống lĩnh ăn vào, vết thương sẽ khỏi hẳn, như vậy sẽ chứng minh đan của ta là thật. Tô tiểu bạch cười lạnh nói, nếu ăn vào chết thật thì giết ngươi có đổi lại mạng của tiêu thống lĩnh không? Tô giật tức giận nói, tất nhiên là không thể. Tô Tiểu Bạch nói không khoan nhượng, tiêu thống lĩnh có nội thương. Nếu đang dược gặp máu, ha hả, vậy thì lớn chuyện. Không tin ngươi cứ thử xem. Thử xem. Thử thế nào? Tô giật cười lạnh nói, đang dược cấp 6 quý giá, giết cái mạng chó của ngươi cũng không đền được. Tô Tiểu Bạch mỉm cười, rất đơn giản, bôi huyết người lên đang dược này, sau đó cho chó dùng thử. Nếu chó chết chứng minh đang là giả, kịch độc. Nếu chó không chết thì chứng minh ta nói dối. Lại giết chó lấy đang dược ra cũng không muộn. Tần chính nói, được, đó là một ý kiến hay. Người đâu, dẫn chó tới đây. Hôm nay, trong các ngươi phải có một người nói dối. Ta muốn xem thử ai lớn gan như vậy. Ánh mắt tần như tuyết hiện lên vẻ lo lắng bất an, nàng rất sợ chuyện của mình sẽ làm liên lụy đến tô tiểu bạch. Tô tiểu bạch nhìn nàng an ủi, lấy hắc long đan, thản nhiên nói, lão bác, lấy máu chó của ngươi ra đây. Tô giật tức giận nói, sao ngươi không tự lấy máu của mình? Đây là cách của ngươi mà. Tô tiểu bạch cười lạnh, hô, tiểu bác. Tô giật tức giận đến mức run rẩy. Ngươi nói gì, tên súc sinh nhà ngươi. Tô tiểu bạch chỉ vào bạch manh nói, ta gọi hắn, người hầu mới của ta, là người thứ tám. Hắn hô, tiểu bác, lại đây. Chủ nhân, ta đến ngay đây bạch manh phối hợp chạy chậm tới nhút nhát đứng bên cạnh tô tiểu bạch tô tiểu bạch trào phúng tiểu bác hãy làm việc ở tô gia cho tốt đây là người tiền nhiệm của ngươi bạch manh thật thà hô với tô giật chào tiền bối tô giật tức đến mức muốn ngất xỉu được phương gia đỡ mọi người lấy tâm thái xem kịch vui cười nhìn hai người nội bộ tô gia đã bắt đầu rối loạn tô tiểu bạch nói tiểu bác nhỏ mấy giọt máu lên đang dược này đi Bạch manh trừng mắt, giả bộ sợ hãi, vì sao lại là máu của ta? Ngươi không tự làm được sao? Tô Tiểu Bạch tức giận tắt hắn một cái, mắng, nô tài chính là nô tài. Chủ nhân nói gì thì làm đó. Ngươi nói quá nhiều. Học hỏi tiền bối đi. Lúc này Bạch Manh mới uất tức lấy cái đao bên cạnh cứa đầu ngón tay, ép ra một giọt máu to bằng hạt đậu nhỏ lên hắc long đan, đủ chưa? Nhiều máu lắm rồi đó. Tô Tiểu Bạch đuổi hắn đi, nói, cút, không có chút dáng vẻ gì của nô tài. Hắn lạnh lùng nhìn đang dược, nói chậm rãi, gặp máu sẽ sinh ra độc tính trí mạng. Mặc dù chỉ là một giọt cũng đủ độc chết một đại sư võ vương. Trong lòng hắn thở vào nhẹ nhõm. Có máu của bạch manh thì tô giật không thoát được tội dân tặng độc đan. Độc trong cơ thể độc bẩm sinh dù là người có năng lực như hắn cũng không hóa giải được, chỉ có thể nghĩ cách để bước ra ngoài cơ thể. Lát sau, một vệ sĩ dẫn một con chó săn lớn tới. Tô Tiểu Bạch lấy đang dược dính máu kia cho chó. Đột nhiên, Tô giật hô. Khoan đã. Hắn nhìn Tô Tiểu Bạch cảnh giác, lạnh lùng nói, tránh ra, để tên vệ binh kia cho ăn. Tô Tiểu Bạch tỏ vẻ không sao cả, đặt đang dược lên bàn. Tô giật lệnh thị vệ tiến lên cho chó săn ăn đang dược. Sau khi chó săn ăn đang cũng không có phản ứng gì lớn, kêu to dường như không đủ ăn. Vệ binh huấn luyện chó cúi đầu, quan sát một lát hồi báo lại, bệ hạ, nó ăn rất ngon, còn muốn ăn nữa. Tần Chinh biến sắc, nhìn Tô Tiểu Bạch hai mắt như bắn ra lửa. Mặt Tần Như tuyết tái lại, cả người vô lực ngồi lên ghế, nghĩ thầm dù thế nào cũng phải cứu mạng Tô Tiểu Bạch, dù có phải đồng ý cuộc hôn nhân này. Ha ha! Tô giật cười lớn, chỉ vào Tô Tiểu Bạch nói, Tiểu súc sinh, ngươi dám lừa gạt bệ hạ, để xem hôm nay ngươi sẽ chết như thế nào. Ha 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 ha. Nỗi phiền muộn đè nén trong lòng đêm nay lập tức được giải tỏa, hắn cười ha hả. Nhưng hắn mới cười được mấy tiếng đột nhiên thấy có hơi lạnh. Nhiệt độ trong đại sảnh giảm mạnh, một luồng hơi lạnh tỏa ra toàn cơ thể. Hắn phát hiện Tô Tiểu Bạch chỉ mỉm cười lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt xem kịch vui nhìn một người chết. Căm phẫn. Tô giật giận dữ, một tên nam nhân thối sắp chết lại dám nhìn mình như vậy. Hắn phải moi mắt của Tô Tiểu Bạch nhưng đột nhiên hắn thấy không ổn bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của mọi người đều giống hệt tô tiểu bạch trong lòng nổi lên nguy cơ tử vong lòng tô giật trầm xuống hắn quay đầu lại nhìn chó săn lớn rít lên lông trên người hiện lên màu đen xanh vàng hồng biến thành một con chó đủ sắc màu chết a à. tô giật hoảng sợ kêu to hai chân thập khiển ngã trên mặt đất hắn run rẩy chỉ vào con chó ngươi ngươi lấy đâu ra một con chó đủ màu sắc Tần Chinh đùng đùng sát khí, gằn từng chữ, ngươi nói xem từ đâu. Tô giật trống lên tuyệt vọng, sao lại như vậy? Làm sao có thể? Hắn chỉ vào tô tiểu bạch hét, là ngươi, chắc chắn là ngươi. Ngươi đã giấu con chó kia, nhất định là ngươi giấu. Mau dẫn con chó kia ra, mang con chó chết này về. Mọi người trong sảnh yến hội đều im lặng, dùng ánh mắt như xem hài kịch nhìn tô giật lăn lộn trên đất. Người tô gia lại kích động vui sướng tô giật dân tặng đang dược độc chắc chắn phải chết. Không ngờ, vấn đề quấy nhiễu họ bao lâu nay lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Mọi người đều nhìn tô tiểu bạch bằng ánh mắt đầy kính sợ. Bệ hạ, bệ hạ. Tô tiểu bạch đã giấu con chó kia. Mau tru di cửu tộc hắn đi. Tô giật có hơi điên cuồng. Khó khăn lắm hắn mới đi tới được vị trí hôm nay, hắn như sụp đổ, tinh thần bất ổn, bắt đầu nói lung tung. Trong lòng tần chinh lửa giận ngút trời, con rối mình bồi dưỡng ra để áp chế tô gia lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nếu không giết hắn thì làm sao ăn nói với tiêu trữ vương, nhưng giết hắn làm sao áp chế được tô gia. Người đâu, kéo tô giật và phương gia ra nhốt vào ngục giam. Tô giật với phương gia bị kéo đi ở trước mặt mọi người. Hai người đều kêu oan uổng nhưng bị phớt lờ. Nhưng thái độ của Tần Chinh làm mọi người hơi nghi ngờ. Dám cả gan sát hại đại thống lĩnh hộ quốc dù là hoàng tử cũng phải chết, huống hồ chỉ là một tên nô lệ có thể hành quyết luôn không cần nhốt vào ngục giam xem ra trong lòng bệ hạ còn suy tính khác mắt tiêu trữ vương lộ ra vẻ giận dữ đứng dậy nói bệ hạ vết thương cũ của thần tái phát xin phép đi trước chưa được sự đồng ý của tần chính hắn đã đi thẳng ra ngoài tần chinh cũng biết mình xử lý làm hắn bất mãn vội nói tiêu thống lĩnh là trụ cột quốc gia phải chăm sóc thân thể thật tốt ta sẽ phái người đưa 100 viên tử uyển đan đến quý phủ. Tiêu trữ vương không quay đầu lại, chỉ từng một tiếng. Sợ là cả thiên xuyên quốc chỉ có một số ít người dám tỏ thái độ như vậy. Tiêu thống lĩnh khoan đã. Tô Tiểu Bạch đột nhiên kêu lên, ta có thể xem thử nội thương của tiêu thống lĩnh không? Tiêu trữ vương dừng bước, nghĩ nghĩ đồng ý, hắn không ôm hy vọng gì, chẳng qua là chữa ngựa sống thành ngựa chết. Nếu đã vậy, xin xem giúp ta. Tô Tiểu Bạch đi lên trước, đặt tay lên mạch tiêu trữ vương giả vờ bắt mạch. Thần thức biến thành một sợi dây, luồn lách tìm kiếm dọc theo mạch chủ. Cả sảnh yến hội im lặng lạ thường, không ai dám lên tiếng. Sau một nén nhang, Tô Tiểu Bạch rút tay lại, thở phào. Tiêu trữ vương cao mày hỏi, thế nào? Tô Tiểu Bạch gật đầu, nói, mỗi ngày xương sườn, xương bánh chè với xương mu của ngươi đều có cảm giác như bị kiến cắn, nhưng lại không làm gì được đúng không? Mắt tiêu trữ vương sáng lên, nói, đúng vậy. Mỗi ngày vào giờ thình thì ngọc môn, huyệt thần khuyết đều có cảm giác lạnh giá. Đúng vậy. Lúc vận công, đan điền của ngươi sẽ bị tê liệt đúng không? Đúng. Ừm, ta hiểu rồi. Hiểu rồi. Vậy ngươi biết cách giải quyết đúng không? Tiểu tử. Hai mắt tiêu trữ vương tỏa sáng, hưng phấn nói, từng, ngươi muốn đi đâu? tô tiểu bạch lập tức đi ra khỏi sảnh yến hội ngồi lại vào chỗ bắt đầu ăn đùi dê ăn cơm đứa trẻ như ta cũng không có cách gì vừa rồi ta chỉ thuận miệng hỏi ngài đừng để trong lòng coi như ta chưa hỏi mọi người té xỉu tần như tuyết xì một tiếng che miệng cười tiêu trữ vương cũng thấy choáng váng đầu óc tiểu hắc cha của ngươi là tô trường phong ta còn gọi là đứa nhỏ vậy ta nên gọi ngươi là gì đứa nhỏ nhỏ sao Tô Tiểu Bạch uống một hớp rượu, nói, gọi ta Bạch Thiếu là được rồi. Phốt. Bách Hàng ngồi bên cạnh trực tiếp phun ra một ngụm rượu, ánh mắt đầy sợ hãi. Mọi người đều đồ mồ hôi. Dám bảo tiêu trữ vương gọi là Bạch Thiếu. Tiểu tử này chán sống rồi sao? Mặt tiêu trữ vương trầm xuống, lạnh lùng nói, đứa nhỏ, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Không ai dám để ta gọi là thiếu gia. Ba, tô tiểu bạch đặt mạnh chén rượu đồng xuống bàn lạnh lùng nói mặc kệ ngươi thích hay không không ai bắt ngươi nếu ngươi không muốn trên bàn nhiều thịt dê có thể bịt miệng ngươi mọi người đồ mồ hôi đầm đìa trời ạ à, ngay cả bệ hạ cũng không dám nói chuyện với tiêu trữ vương như vậy tần chinh lau mồ hôi lạnh trên trán tiểu bạch tiểu bạch mau nhận lỗi với tiêu thống lĩnh ngươi chán sống rồi sao bách hàng vội đẩy đẩy tô tiểu bạch Tiêu trữ vương đi tới trước mặt tô tiểu bạch, ánh mắt như đao, nhìn chầm chầm hắn, như muốn nhìn thấu nội tâm hắn. Người xung quanh cảm nhận được khí phách đó, khó mà thích ứng được nên đều rời chỗ ngồi. Tô tiểu bạch ngẩng đầu, không sợ hãi nói bình tĩnh, tiêu trữ vương có uy phong lớn thật. T. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, nhìn nhau. Tên tiểu tử này đúng là điên rồi. Trong chính điện vang trên tiếng hít thở gấp gáp của Tô Bạch Phong, tiêu thống lĩnh, Tiểu Bạch còn trẻ tuổi, nể mặt lão gia tử nhà ta. Ha 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 ha, ha, ha cắt. Tiêu Trữ Vương cười ha ha, bước tới ngồi xuống bên cạnh Tô Tiểu Bạch, vỗ vỗ bờ vai hắn, cười nói, hậu nhân của lão quỷ Tô Xuân Dương đúng là rất có khí phách. Ha ha, vì sao ta lại không sinh được một bảo bảo thú vị như vậy? Bạch Thiếu, về sau ta? Sẽ gọi ngươi là Bạch Thiếu. Trầm. Một loạt té xỉu, mọi người đều đồ mồ hôi lạnh, Tiêu trữ vương dễ nói chuyện như vậy từ khi nào? Tiêu trữ vương cầm thịt dê trên bàn lên nhai, nói không rõ ràng, bạch thiếu. Loại bệnh này có cách nào chữa trị không? Tô tiểu bạch yên lặng ăn thịt, không nói gì. Tiêu trữ vương suýt nữa bị nghẹn, chậm rãi nói, tiểu tử, đủ rồi đó. Ta đã cho ngươi mặt mũi. Tô tiểu bạch hơi giật giật môi, nói, mặt mũi. Thao. Vừa rồi, ngươi đánh một chưởng làm xương cốt trên vai ta sắp vỡ nát rồi. Ngươi dám là không cố ý không? Ta đã chịu đựng đau đớn xanh cả mặt, chỉ có thể cố đè nén để che giấu trạng thái xấu hổ của mình. Mặt hắn lộ ra vẻ trầm tư, nói, ta mới nghĩ ra một cách, nhưng bị ngươi dọa, quên rồi. Hoa! Mọi người khó khăn lắm mới hồi phục được tinh thần, lại ngã xuống. Tiêu trữ vương nhìn mồ hôi chảy trên mặt tô tiểu bạch, cười thầm, trên mặt vẫn giả bộ nghiêm túc phải làm sao mới nhớ ra. Tô Tiểu Bạch nói, uống, uống rượu trước, sau này bằng cách giải quyết sau. Được, uống. Tiêu trữ vương dơ chén rượu lên, lại khoát tay lên vai Tô Tiểu Bạch. Thấy mặt Tô Tiểu Bạch tái nhợt, đột nhiên cười ha hả. Hôm nay không say không về. Hai nhân vật chính của Yến hội hôm nay, một người đi rồi, một người ngồi rầu rĩ, không khí tiệc rượu cũng mất ngược lại tô tiểu bạch người từng bị coi như một trò đùa lại lọt vào tầm mắt của mọi người không ai dám khinh thường hắn lam hiên ở phía sau lam hằng lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện đột nhiên thấy mình thua người này rất tâm phục khẩu phục một lát sau tần chinh cũng đứng dậy nói mệt tiệc trụ tan mọi người đứng dậy rời đi nhưng lúc rời đi đều gật đầu nhẹ với tô tiểu bạch bao gồm người từng cười nhạo tô gia tần như tuyết đã chạy tới vành mắt đỏ nói tiểu bạch cảm ơn ngươi. Tô Tiểu Bạch miễn cười, không có gì, một cái nhấc tay thôi. Tiểu nha đầu dường như thay đổi tính tình, trầm mặt, gật đầu sau đó dẫn cung nữ thái giám rời đi. Tô Bạch Phong chào hỏi với tiêu trữ vương trước, sau đó mới nói với Tô Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi có trở về với tứ thúc không? Tô Tiểu Bạch vất tay nói, tứ thúc, người về trước đi. Tất cả vẫn chưa chấm dứt đâu. Tô Bạch nghe thấy lời này, suy nghĩ một chút rồi rời đi với mọi người tiêu trữ vương cũng định nói gì đó trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ tô tiểu bạch lén ăn mấy miếng dược đau đớn trên vai mới giảm bớt đứng dậy nói tiêu thống lĩnh chờ ta nghĩ ra cách ta sẽ nói cho ngươi tiêu trữ vương nói được ta chờ bạch thiếu đừng quên nội thương của hắn không phải mới bị một ngày hai ngày không gấp hào phóng uống chén rượu cười rời khỏi sau chuyện này trần chân với bách hàng phải nhìn tô tiểu bạch với đôi mắt khác bội phục sát đất cảm thán bạch thiếu ngay cả tiêu trữ vương cũng bị ngươi thuyết phục ta rất tự hào huynh đệ sao ngươi biết hắc long đang là độc đang vậy đúng vậy sư phụ ngươi giỏi thật từ xa cũng nhìn ra được bạch manh cũng làm vẻ mặt sùng bái tô tiểu bạch hừ một cái nói đó là hắc long đang thật không có độc mấy người đều biến sắc khó tin tô tiểu bạch nói đây không phải chỗ để nói chuyện vừa đi vừa nói hắn vừa ra cung đã nói ra chuyện bạch manh có độc thể bẩm sinh không chỉ trần chân và Bạch hàng mà ngay cả bản thân bạch manh cũng thấy khiếp sợ bạch hàng lau mồ hôi lạnh trên trán khen ngợi bạch thiếu ngươi thật dũng cảm dám dùng thủ đoạn ở trước mặt nhiều ngươi như vậy cùng lúc đó nàng cũng thầm vui vẻ tô tiểu bạch miệng kính như bưng nay lại nói cho họ chắc chắn coi họ như tri kỷ xin hỏi người phía trước là tô tiểu bạch đại sư phải không đột nhiên truyền đến một giọng nói một bóng người cầm đèn lồng chạy chậm tới chủ nhân của ta muốn mời bạch thiếu đến tâm sự tô tiểu bạch nhìn kỹ thấy cách đó một đoạn có một cái kiệu lớn tám người nâng bên trong đèn đuốc sáng trưng hình như có người đang rót rượu hắn lạnh lùng nói đã muộn rồi ta mệt mỏi không khác đi ha hả bổn vương tự nhận có thể trở thành một bằng hữu tri kỷ của Bạch Thiếu. Không biết Bạch Thiếu có thể theo chúng ta không? Một giọng nam nhân truyền ra. Thì ra là nhị hoàng tử tần nhạc, giọng nói hùng hậu vang dội, thực lực không kém. Tô Tiểu Bạch thản nhiên đáp lại, cho dù là tri kỷ, ta cũng không muốn ở cùng với nam nhân vào lúc nguyệt hắc phong cao này. Tần nhạc cười nói, đơn giản thôi, tám thị nữ của ta, người nào cũng đều có dung mạo xinh đẹp như hoa để họ rót rượu ca hát ngươi và ta uống rượu như vậy chẳng phải rất sảng khoái sao tô tiểu bạch trầm tư nói như vậy còn đáng nói chuyện hắn bảo đám người bách hàng về trước sau đó đi đến cổ kiệu khắc rồng người xung quanh tần nhạc đều rất căm phẫn trong lòng ý của tô tiểu bạch là chỉ có nữ nhân xinh đẹp mới đáng để bàn luận không có mỹ nữ thì nhị hoàng tử không đáng nói chuyện nhưng tần nhạc rộng lượng không để ý, chỉ cần Tô Tiểu Bạch chịu đến hắn đã mừng rỡ rồi. Lập tức chọn hai nha hoàng xinh đẹp nhất lên kiệu hầu hạ. Bên trong kiệu nhìn rộng rãi thoải mái hơn bên ngoài, xa hoa khỏi cần nói. Bốn người cùng bước vào cũng không chật chội. Lúc này, Tô Tiểu Bạch mới nhìn kỹ nhị hoàng tử. Ngoại trừ vẻ ngoài anh Tuấn Hắn còn có một loại khí độ và tinh thần hào phóng tự nhiên, hiếm thấy ở trong thành viên hoàng thất. Hơn nữa, Tần Nhạc chỉ hơn Tô Tiểu Bạch một tuổi, Tần nhạc nhìn tô tiểu bạch thật sâu, cười nói, lời đồng đều là giả, bạch thiếu phong thái bất phàm, sâu không lường được. Tô tiểu bạch cười nhạt nói, điện hạ quá khen. Ta thấy điện hạ rất có phong phạm của bậc đế vương. Mặt tần nhạc lộ vẻ khiếp sợ, không ngờ tô tiểu bạch nói thẳng vậy. Tiếp đó, hắn nở nụ cười, thanh thống lĩnh nói đêm nay ta sẽ gặp được một quý nhân, từ nay về sau thuận buồn xuôi gió. Không biết bạch thiếu có phải là quý nhân kia không? Tô Tiểu Bạch kinh ngạc nói, thanh thống lĩnh, thủ lĩnh thần vệ hộ quốc thần bí nhất sao? Nghe nói hắn có thể tiên đoán trước, hiểu rõ thuật chim tinh, không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật, tần nhạc vỗ tay, bên trong kiệu xuất hiện một bóng người. Một nữ nhân toàn thân mặc lụa trắng lẳng lặng ngồi ở trong góc, ánh mắt hơi hạ xuống. Tô Tiểu Bạch kinh ngạc nói, Bạch thống lĩnh là nữ sao? Sau đó lập tức cười khẽ, có người năng lực như vậy là đủ rồi ta không muốn tham gia vào chuyện lật đổ ngôi vị hoàng đế. Đăng Một nha hoàng rót rượu sợ đến mức làm rơi bình rượu màu vàng rực rỡ trên mặt đất, rượu chảy đầy đất. Mắt tần nhạt lạnh như băng, sát khí tràn ngập cổ kiệu. Nha hoàng sợ tới mức mặt trắng bệch, quỳ lên mặt đất dập đầu. Người nha hoàng cũng run rẩy, hai người biết được mạng của mình sắp mất. Thanh thống lĩnh ngồi trong góc không phát ra tiếng động, đột nhiên nói, bạch thiếu rất gan dạ, còn lợi hại hơn dự đoán của thanh mâu thái tử tương lai sẽ là hoàng đế thiên xuyên ngươi trợ giúp hắn rất có ích cho truyền thừa của tô gia tô tiểu bạch trầm ngâm chuyện tô gia hắn cũng không quan tâm lắm nhưng dù sao thân thể này cũng được tô gia nuôi dưỡng trên người hắn chảy dòng máu của tô gia hơn nữa chỉ cần hắn khôi phục thực lực kiếp trước đừng nói là một dòng họ dù lập một quốc gia mới cũng không vấn đề gì nhưng ánh mắt hắn cứng lại đột nhiên nhớ tới một mùa thu ở tầng lĩnh nếu mạng không còn thì làm sao bảo vệ gia tộc Tô Thị? Giúp Tô Gia tìm một chỗ dựa vững chắc cũng không ổn công dưỡng dục. Tô Tiểu Bạch thở dài, ngươi phải cam đoan với ta, chỉ cần ngươi còn sống thì phải bảo đảm cho Tô Gia thịnh vượng, danh vọng không giảm, được hưởng tôn vinh mãi mãi. Mắt tần nhạc cứng đờ, lập tức nở nụ cười, được. Bổn vương đồng ý với ngươi, chỉ cần tần nhạc còn sống, chỉ cần Tô Gia không mưu phản, ta sẽ giữ cho Tô Gia sự phú quý. Hắn đồng ý, thở dài, Tô gia có công lao lớn đối với quốc gia ta, chỉ tiếc phụ hoàng, hai. Tô Tiểu Bạch nói, thố tử cẩu phanh, các đời triệu đại đều như nhau. Hiện giờ ta đồng ý giúp ngươi, ngươi muốn ta làm gì? Thỏ chết, chó bị nấu. Phạm Lãi gửi thư cho đại phu chủng có câu, chim bay hết, cung tốt cất, thỏ không chết, chó săn bị nấu. Việt vương cổ dài, miệng như mỏ chim, có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không thể cùng hưởng an lạc được, sao bác không bỏ đi? nghĩa bóng, khi không còn dùng vào việc gì nữa sẽ bị tội. Tần nhạc vội nói, bạch thiếu, ngươi yên tâm. Tần nhạc ta không phải người vô ơn. Tô tiểu bạch gật đầu chỉ cần hắn khôi phục công lực, lời hứa của tần nhạc không còn quan trọng. Nếu thân thể mình lại chết, đây cũng là một tầng bảo vệ cho tô gia. Thanh mâu mở miệng, nói, bạch thiếu. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần trăm với vết thương của tiêu thống lĩnh. Mắt tần nhạc lóe lên tia sắc bén, nhìn chằm chằm tô tiểu bạch. Vết thương của tiêu trữ vương vốn không thể trị hết, lúc mọi người vạch kế hoạch đều suy xét đến nhân tố này. Ai biết tô tiểu bạch xuất hiện lại mang tới thay đổi lớn trong tương lai. Nếu có thể chữa trị được thương thế của tiêu trữ vương thì mọi kế hoạch đều đổ vỡ. Nhìn thoáng qua thanh mâu, dường như thần vệ hộ quốc cũng không bền chắc như thép, nhưng hắn không biết La Vân thường thuộc phái nào. Tô Tiểu Bạch thản nhiên nói, trăm phần trăm. Cái gì? hai người kinh ngạc hô to, hai mặt nhìn nhau, đều thấy khó tin. Bạch thiếu, có thật là nắm chắc trăm phần trăm không? Tần nhạc nói. Hắn vẫn không dám tin. Đương nhiên. Ý của nhị hoàng tử là muốn ta đừng chữa khỏi cho tiêu thống lĩnh sao? Không. Tần nhạc đứng phát dậy, trong mắt bắn ra tia sáng. Phải chữa, phải chữa. Hắn rất hưng phấn nói, là trời giúp ta. Chỉ cần có tiêu thống lĩnh, Đại ca sẽ không dám làm loạn. Càng lâu thì càng có lợi với chúng ta." Tô Tiểu Bạch nói, Nhạc Vương Điện hạ mới 16 tuổi nhỏ hơn Dương Vương Điện hạ 20 tuổi. Bệ hạ cũng rất ủng hộ ngài, nhưng thân thể bệ hạ. Theo ta thấy không còn nhiều thời gian." Mắt Tần Nhạc hơi rung, hoảng sợ nói, "Ý của Bạch thiếu là gì? Ngươi nhìn ra gì rồi sao?" Mắt Thanh mâu lóe lên tia sáng. "Ý của Bạch thiếu là trong người bệ hạ có bệnh." Tô Tiểu Bạch chữa được cho cả Tần Như Tuyết và Tiêu Thống Lĩnh, nên bọn họ rất tin tưởng y thuật của hắn. Tô Tiểu Bạch gật đầu nhẹ, nói, bệ hạ đã hơn 70 tuổi, vừa già vừa yếu. Quan trọng là ta phát hiện ánh mắt hắn có màu trắng bạc, chắc là một loại độc dược mãn tỉnh. Trong mắt Tần Nhạc lộ ra vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là đại ca làm. Hắn không chờ được nữa. Tô Tiểu Bạch nói, nếu bệ hạ đột nhiên qua đời, sẽ là tai họa của Thiên Xuyên quốc. Ta nghĩ Điện hạ phải mau vào cung, khuyên Bệ hạ viết phong thư lập ngài làm thái tử." Tần Nhạc cười khổ. "Sao Tiểu Bạch lại chắc chắn bệ hạ muốn truyền ngôi cho ta?" Tô Tiểu Bạch cười nhẹ nói, "Chuyện này ai mà không biết. Năm trước, Dương Vương đi chinh chiến phía bắc với bệ hạ, được công nhận là người nối nghiệp. Nhưng mấy năm nay, đột nhiên bệ hạ cố ý lạnh nhạt và xa lánh hắn, từ từ lấy lại quyền lực của hắn cho Điện hạ." Bệ hạ còn phái cả thanh thống lĩnh dẫn đầu ba chi đội tới bảo vệ ngài. Nếu không ai dám tự gia nhập vào. Hắn hừ nhẹ, nói lạnh lùng, thái độ này của bệ hạ, đứa ngốc cũng biết hắn muốn truyền ngôi cho ngươi. Nhưng Dương Vương có ảnh hưởng rất lớn tới quân đội, bệ hạ sợ ngươi không áp chế được cho nên mãi mới không công bố. Trước kia, ngay cả Tô gia cũng đứng ở bên Tần Dương, mãi đến khi lão bác lên nắm quyền mới thay đổi đi nương tựa điện hạ. Tần Nhạc lắc đầu cười khổ tinh thần suy sụp vì sao mí mắt tô tiểu bạch nhảy liên tục phân tích của ta có vấn đề gì sao tần nhạc thở dài ngay cả bạch thiếu cũng nghĩ vậy thì nói gì đến người khác thật ra ta chỉ là một quân cờ bị phụ hoàng đẩy lên mặt bàn để đối phó với tần dương trong mắt hắn hiện lên tia tức giận ngươi nghĩ ta có muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này không ta bị phụ thân đẩy đến nơi này nếu không tranh chỉ còn con đường chết tô tiểu bạch nheo mắt nhỏ giọng nói bệ hạ thích ai nhất ta không nghĩ ra ở trong đám quần thần có ai khiến bệ hạ phải hy sinh đứa con của mình để bảo vệ tần nhạc cười khổ nói đâu nhất định phải là thái tử hắn chỉ vì chính bản thân hắn tô tiểu bạch sợ ngây người đồng tử từ từ mở ra dường như hắn đã hiểu ra hơi đăm chiêu nói ngươi muốn nói là tần dương gấp gáp muốn bức vô thoái vị bệ hạ lại lưu luyến vương quyền không muốn thoái vị cho nên đã đẩy ngươi lên để khắc chế tần dương để tần dương bận đối phó ngươi không có thời gian nhòm ngó ngôi vị hoàng đế tần nhạc cười khổ nói bạch thiếu đúng là thiên tài ta chỉ gợi ý một chút ngươi đã phân tích rõ ràng mọi chuyện nếu bạch thiếu trợ giúp ta sớm hơn thì có lẽ ta đã nắm giữ được quyền chủ động rồi thanh mâu cười nói xem ra ta không nhìn lầm bạch thiếu thật sự là quý nhân của điện hạ tô tiểu bạch hơi đâm chiêu nói nếu vậy thì phiền phức rồi bệ hạ trúng độc, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu ngươi không có sự trợ giúp của bệ hạ rất khó chống lại Tần Dương. Mắt Tần Nhạc lóe lên, cười nói, cho nên ta phải tìm thế lực trợ giúp mình, nhưng Bạch Thiếu xuất hiện chính là trời đang giúp ta. Tô Tiểu Bạch nói, ta biết rồi, ngươi thấy hứng thú với tiêu thống lĩnh. Nhưng thần vệ hộ quốc đều chịu sự chỉ huy trực tiếp từ bệ hạ, cho dù tiêu thống lĩnh khôi phục được nguyên khí thì sau này hắn cũng chỉ ủng hộ bệ hạ mà không phải hoàng tử tần nhạc nói ta biết nhưng nếu bạch thiếu có thể chữa khỏi hoàn toàn cho tiêu thống lĩnh hắn sẽ nợ ngươi một ân tình lớn đến lúc đó hắn chỉ cần nghiêng một chút về phía ta đã mang lại rất nhiều lợi ích thật ra cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa ta với đại ca nằm trong sự khống chế của sáu người chỉ cần bốn người trong số họ chịu ủng hộ ta thì dù tất cả mọi người phản đối ta cũng không sợ thanh mâu nói nhỏ thừa tướng lam bằng con cáo giá này vẫn chưa chọn đứng về bên nào Kinh quốc công tổ phụ của Bạch Thiếu Vốn đứng ở bên đại hoàng tử nhưng giờ hắn không rõ sống chết, mà tương lai tô gia cũng có thể sẽ thay đổi. Tiêu thống lĩnh chỉ trung thành với bệ hạ, không thuộc thế lực nào. Thủ tịch luyện khí sư từ phàm đại nhân nghiêng về phía tần dương điện hạ. Mà viện trưởng học viện lại nghiêng về nhạc vương điện hạ, bởi vì điện hạ là đệ tử do hắn dạy dỗ. Mà hội trưởng luyện khí sư hàng hút không tham gia vào chuyện quốc gia, chỉ dốc lòng tu luyện mắt tần nhạc lóe lên tia sáng ta sẽ cố gắng hết sức trợ giúp ngươi đoạt lại quyền khống chế tô gia có tô gia và lão sư ủng hộ lại được tiêu thống lĩnh thiên vị cộng thêm hai bán nhân nữa dù tử phàm và lam hằng có dốc sức hỗ trợ tần dương ta cũng có hơn một nửa phần thắng trong tay tô tiểu bạch bình tĩnh nói điện hạ đừng quên bệ hạ vẫn còn ở đây chỉ cần bệ hạ vẫn còn dù có sáu người ủng hộ cũng vô dụng mắt tần nhạc ngày càng lạnh Ý của ngươi, phụ hoàng còn sống là bất lợi đối với ta. Tô Tiểu Bạch bình tĩnh nói, ưu điểm và khuyết điểm đều do cách mình dùng. Làm tốt sẽ là chuyện tốt, làm không tốt là chuyện xấu. Nhưng nếu bệ hạ đột nhiên qua đời, toàn thế giới đều biết do Tần Dương hạ độc thì dù Tần Dương có sáu người ủng hộ, điện hạ cũng không sợ. Tần Nhạc vui mừng, vội đứng dậy nắm lấy tay Tô Tiểu Bạch. Hắn hưng phấn nói, nếu ngươi giúp ta thành công, ta không chỉ có thể bảo đảm gia tộc tô thị bình an mà sau khi kế vị việc đầu tiên làm là hạ lệnh gả như tuyết muội muội cho ngươi phúc tô tiểu bạch phun một ngụm rượu lên mặt tần nhạc khụ khụ thao ngài muốn dọa chết ta sao tần nhạc kinh ngạc hai cung nữ sợ hãi vội lau giúp hắn tần nhạc đẩy tay các nàng ra hơi đâm chiêu nói ta hiểu bạch thiếu là tài tử phong lưu mặc dù như tuyết xinh đẹp đáng yêu nhưng mảnh mai yếu ớt có một cuộc nhân duyên ngắn ngủi với Bạch Thiếu là đủ rồi. Chúng ta đều là nam nhân, ta hiểu. Nếu ta ngồi lên được vương vị sẽ sắp xếp chuyện này cho ngươi. Tráng Tô Tiểu Bạch đổ đầy mồ hôi lạnh. Chỉ vì đăng cơ có thể tặng muội muội của mình cho người khác làm đồ chơi. Đúng là cùng một mặt hàng với cha mình. Hắn vội nói, chuyện này nói sau đi. Chúng ta quay về chuyện chính trước. Bên ngoài truyền đến tiếng hét của Bảo Tiêu, "Ai?" Cẩn thận thích khách Hưu. Hưu. Mưa tên xuyên qua bầu trời bay vút về phía cổ kiệu. Bên ngoài truyền tới tiếng hét chói tai của cảnh vệ và tiếng đánh nhau. Mọi người tập hợp, bảo vệ điện hạ. Ở trong kiệu, tần nhạc vẫn ngồi bình thường không biến sắc. Thanh mâu cũng coi như không xảy ra chuyện gì, Rắc trụ cho hai người. Tô Tiểu Bạch lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cười khẽ nói, điện hạ rất bình tĩnh. Tần nhạc cũng rất kinh ngạc, ta được thanh mâu bảo vệ, đương nhiên không sợ thích khách. Bạch thiếu chỉ có một mình nhưng cũng không sợ bổng vương bội phục. Tô tiểu Bạch cười, chẳng lẽ thanh thống lĩnh chỉ bảo vệ điện hạ, không bảo vệ ta. Vậy ta phải kêu cứu. Ha ha, Tần Nhạc cười nói, Bạch thiếu yên tâm. Loại ám sát nho nhỏ này đã làm mấy chục lần. Có thanh thống lĩnh ở đây, ngoại trừ hai võ vương trong nước ra không ai có thể làm ta bị thương. Tô tiểu Bạch cười nhạt nói, nếu vậy thì rất tốt nhưng lần này, sợ là có phiền phức rồi. Hử! Hai người đều sững sờ. Mắt thanh mau co rút lại, hoảng sợ ngẩng đầu hô, đối phương có cao thủ. Chỉ thấy bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thị vệ tần nhạc như bốc hơi hết. Mắt thanh mau bắn ra sát khí lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng biến thành một làn khói biến mất ở trong xe. Tần nhạc kinh ngạc nhìn tô tiểu bạch. Không hiểu vì sao hắn lại nhìn ra được mà hai mắt cô tiểu bạch cũng cứng lại tư thế của thanh mâu đúng là rất thú vị nhưng trong mắt hắn lại chỉ như một đứa nhỏ hắn cười nói với tần nhạc mặc dù đối phương mạnh nhưng có thanh mâu nên điện hạ yên tâm thanh mâu không ở bên cạnh nên tần nhạc hơi bất an hắn lạnh lùng nói đêm nay ta sẽ không tha cho một tên thích khách nào đột nhiên truyền đến tiếng hét lo lắng của thanh mâu điện hạ cẩn thận một luồng uy lực như ngôi sao từ trên trời giáng xuống dừng ở trên cổ kiệu. Cổ kiệu quay tròn tại chỗ, một trận pháp phức tạp lóe lên, đều là thuộc phòng thủ phản xạ. Oanh. Mặc dù cổ kiệu của Tần Nhạc rất chắc chắn nhưng vẫn bị sức mạnh đánh vỡ tan. Thân kiệu dập nát bắn ra khắp nơi. Mà uy lực kia vẫn không giảm tiếp tục chém vào bên trong kiệu. Oanh. Chỉ thấy bốn thân ảnh từ trong kiệu bay ra, công kích thất bại đập chỗ họ vừa ngồi thành một cái hố lớn thanh mâu ở xa vội đánh một chưởng đẩy đối phương ra chạy nhanh về phía tầng nhạc nàng kiểm tra tầng nhạc phát hiện trên ngực có một dấu chân ngoài ra không có vết thương gì lúc này nàng mới hô to với tô tiểu bạch tô tiểu bạch ngươi vì cứu hai nha hoàng mà đá điện hạ tô tiểu bạch mỗi tay ôm một nữ nhân xinh đẹp hạ xuống ở chỗ xa hắn thả hai nha hoàng bị dọa sợ ra cười nói ta chỉ có hai tay nên theo bản năng đi đỡ mỹ nữ trước nhạc điện hạ cũng đâu có việc gì. Rất tốt. Ngươi. Tần nhạc cười khổ nói, bạch thiếu phong lưu. Gặp nguy hiểm cũng phải cứu mỹ nhân trước. Vẫn nên nghĩ cách chạy trốn thì hơn. Thị vệ tần nhạc dẫn theo đều bị giết, còn đối phương mặc dù cũng thương vong nặng nề nhưng hai người có vũ lực sâu không lường được lại bình yên vô sự, nhìn chầm chầm tần nhạc đầy lạnh lẽo, đi tới. Mắt thanh mâu lóe lên vẻ kinh ngạc và phẫn nộ, hô, đừng tưởng ta không biết ngươi là ai. Ngươi cố ý che giấu hơi thở, lại dùng cách co rút xương cốt để thay đổi dáng người. Hơn nữa, trong võ thuật, ngươi chọn chiêu thức nhẹ nhàng linh hoạt. Mặc dù không đánh bại ta nhưng có thể giữ chân ta. Cảm xúc của nàng dần bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói, quan trọng nhất là kỹ mảnh tự tay giết chết điện hạ. Ta nói đúng không, na hùng. Người bịt mặt lấy mặt nạ xuống, trong mắt lộ ra sát khí hắn phóng thích khí lực toàn thân ra ngoài áo đen vỡ ra thành những mảnh vải vụn thân thể nhỏ gầy dần to ra người cao lên hơn một thước vóc dáng cũng thô tráng hơn nam tử còn lại cũng kéo mặt nạ xuống lạnh lùng đứng bên cạnh na hùng trong lòng thanh mâu lạnh lẽo hai người kia một người là võ quân tứ tượng một người là võ sĩ tam tài nàng tức giận nói na hùng ngươi là đội trưởng đội thần vệ hộ quốc lại đi nương nhờ đại hoàng tử Ngươi có nghĩ tới bệ hạ biết sẽ rất tức giận không? Sắc mặt Na Hùng không thay đổi, nói với giọng lạnh lùng, ngươi cũng vậy thôi. Ngươi còn tham dự nhiều vào cuộc chiến ngôi vị hoàng đế hơn ta. Thanh Mâu tức giận nói, ta phụng mệnh bệ hạ bảo vệ nhạc vương. Ngươi thì sao? Tiêu thống lĩnh biết chuyện hôm nay không? Đừng nói nhiều lời vô ích, các ngươi cùng chết đi. Hắn xoay người nói với kỹ mảnh, đi giết tần nhạc với tên tiểu quỷ tô gia và hai nha hoàng nhanh sau đó quay lại giúp ta giết thanh mâu na hùng cho là thực lực của thanh mâu cao nhất trong khoảng thời gian ngắn khó mà bắt được nàng mắt kỹ mảnh lóe lên tia sắc bén được hắn phóng người lên đánh một chưởng về phía tráng tần nhạc tần nhạc cũng là một võ tướng ngang tài ngang sức với kỹ mảnh thanh mâu kinh hải đang định nghĩ cách cứu viện lại thấy có một quyền lóe lên đánh tới chỗ hiểm của nàng tần nhạc thay đổi sắc mặt Mặc dù có hơi sợ hãi, nhưng hắn vẫn lấy ra một lá cờ nhỏ rót nguyên khí vào. Lá cờ phát ra ánh sáng xanh sáng ngời và mãnh liệt, bay phấp phới. Chỉ thấy một lá cờ màu xanh cao cao cắm bên cạnh tầng nhạc, dưới chân hắn hiện lên một trận pháp phức tạp. Kỹ mảnh đánh ra một chưởng 100% công lực lại bị ánh sáng xanh trên lá cờ ngăn cản bắn ngược lại. Một cổ phản lực to lớn truyền từ cánh tay tới, làm ngũ tạng của hắn rung lên, học ra một nguồn máu cả người quay cuồng trên không trung mấy vòng mới ngã xuống. Xa xa, mắt Tô Tiểu Bạch sáng lên, đó là Vân Hải Kỳ. Thanh mâu thả lỏng trong lòng, kêu to, Na Hùng, ngươi biết lá cờ này đúng không? Chỉ có sức mạnh võ vương mới đánh vỡ được nó, cho nên mau cút đi. Sắc mặt Na Hùng thay đổi liên tục, hắn nhỏ giọng nói, kỹ mảnh giết tên tiểu quỷ Tô Gia với hai nha hoàng trước, sau đó lại cùng ta giết chết Thanh Mâu. Hải Vân Kỳ là dương địch chế tạo ra để cho nữ nhân hắn yêu. Đáng tiếc sau đó lại không được sử dụng, bị quốc vương bệ hạ lấy đi. Không ngờ, nó lại được đưa cho nhị hoàng tử. Lá cờ này chỉ có sức mạnh võ vương mới phá vỡ được, nhưng đây là thứ phẩm do dương địch tinh luyện ra, chỉ sử dụng được nhiều nhất là một giờ, một giờ sau tần nhạc sẽ mất mạng. Thanh mâu nghe thấy vậy rất rốt ruột. Không ngờ, Na Hùng cũng biết nhược điểm của Hải Vân Kỳ. Nàng vội hô, Tô Tiểu Bạch, nhanh, đi cầu cứu. Thân ảnh kỹ Mạnh vừa chuyển đã xuất hiện bên cạnh Tô Tiểu Bạch, cười lạnh nói, muốn chạy thoát từ trong tay ta. Ngươi nghĩ mình làm được không? Lúc kỹ manh đánh ra một chưởng, lòng thanh mâu trầm xuống. Nàng nghĩ, Tô Tiểu Bạch toi rồi, chỉ có thể dựa vào mình. Hiện giờ nàng không thể kỳ vọng vào người khác, phải toàn lực chiến đấu, vừa chiến đấu vừa lui về sau, mong có thể thoát thân. Na Hùng nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, vẫn luôn dây dưa. Chờ kỹ mảnh giết được tiểu tử kia thì hai người sẽ cùng giết Thanh Mâu. Thanh Mâu ngày càng mất kiên nhẫn, dù nàng thi triển thế nào đối phương vẫn bám lấy. Đường lối của nàng vốn rất kiên cố lúc này ngày càng rối. Mà Na Hùng thấy kỹ mảnh mãi vẫn chưa đến hỗ trợ thì rất tức giận. Lúc hắn quay lại nhìn đột nhiên ngẩn người. Chỉ thấy chân pháp của Tô Tiểu Bạch thần kỳ giống như điệp mặt hoa. Dù kỹ mảnh công kích thế nào cũng không thể chạm tới hắn. Kỷ mảnh liên tục công kích ngược lại nhìn còn chật vật hơn. Kỷ mảnh, mau giết hắn đi. Na hùng quát, một võ giả cấp 4 cũng không giải quyết được. Ngươi đúng là phế vật. Kỷ mảnh thẹn quá hóa giận, công lực của đối phương không mạnh nhưng bộ pháp chưa từng thấy. Mỗi bước đều không thể đoán được hướng đi. Mắt thanh mâu sáng rực lên, vui mừng nói, tô tiểu bạch, đừng đánh nữa, mau đi tìm viện binh. Tới phủ tiêu thống lĩnh. Na Hùng vội quát lên, kỹ mảnh, mau mở rộng phạm vi công kích, chỉ cần hắn nằm trong phạm vi công kích thì không thể trốn được. Kỹ mảnh bừng tỉnh hiểu ra, nhuyễn kiếm trong tay vũ ra một chuối kiếm quan to nhỏ bao phủ tô tiểu bạch bên trong. Thanh mâu căng thẳng, nghĩ thầm, lần này xong rồi. Chợt nghe thấy tô tiểu bạch cười ha ha, khá lắm kiếm pháp lạc dịp, gió lớn thổi lá rụng. Đáng tiếc kiếm của ngươi không có lá rụng cũng không có gió lớn. Bốn người ở đó đều tức đến học máu, sắp bị giết rồi vẫn còn tâm trạng đi treo ngươi. Kỷ mảnh giật mình, sắc mặt vẫn như trước cười lạnh nói, ngươi chết chính là gió lớn quét lá rụng. Tô Tiểu Bạch cười nhẹ, giơ kiếm ô nha lên, kiếm quang nổi lên như gió. Nhìn cho kỹ. Đây mới là lạc diệp kiếm pháp chân chính. Xem đầu óc của ngươi có thể hiểu được bao nhiêu. Tô Tiểu Bạch thích thú vui sướng. Lúc này dường như hắn đã biến thành gió thổi về phía lá vàng. Kỷ mảnh ngây người, tần nhạc cũng ngẩn ra. Ngay cả thanh mâu cũng dừng chiến, kinh ngạc nhìn kiếm phong của tô tiểu bạch. Kiếm lạc diệp, kiếm pháp lạc diệp chân chính. Kỷ mảnh ngay ngốc lẩm bẩm, đột nhiên hắn rất muốn khóc, mình nghiên cứu bao nhiêu năm, ngày ngày khổ luyện. Nhưng hôm nay mới biết những gì mình luyện đều lạ rác rưởi. Kỷ mảnh, ngươi làm gì vậy? Mau giết hắn đi. Na Hùng thấy mắt kỹ manh lờ mờ, thầm kêu khổ. Tô Tiểu Bạch cười lạnh nhạt, ngươi đầu hàng, ta dạy cho ngươi kiếm pháp lạc diệp chân chính. Kiếm pháp lạc diệp chân chính. Kỷ manh run run. Na Phong đột nhiên biến sắc, hô, kỷ mảnh, đừng quên ngươi là phó đội trưởng đội 1, tuân theo mệnh lệnh của ta. Tần nhạc đột nhiên hô, kỷ mảnh, chỉ cần ngươi quy thuận ta, bổn vương bảo đảm sẽ bỏ qua chuyện cũ. Giết Na Hùng ngươi chính là đội trưởng đội 1. Kỷ mảnh run rẩy toàn thân, mồ hôi đổ như mưa. Hắn nên chọn thế nào đây? tô tiểu bạch mỉm cười nói ngươi là phó đội trưởng nhưng ngươi lại là một võ giả hãy nhớ trên trời dưới đất duy võ độc tôn trên trời dưới đất duy võ độc tôn kỹ mảnh rung rung mắt bắn ra tinh quang trầm giọng nói nếu ta đầu hàng ngươi thật sự sẽ dạy ta kiếm pháp lá dịp sao tô tiểu bạch cười lạnh nhạt mặc dù kiếm pháp lạc dịp rất tuyệt nhưng võ công là vô tận nếu ngươi đi theo ta ngươi chắc chắn có thể đi xa hơn kỹ mảnh thở dài, thu nhuyễn kiếm lại. Hắn ấy nấy nói, na đội trưởng, xin lỗi. Na Hùng biết mình không thể ở lại, chuyện hôm nay vốn không có sơ hở, không ngờ lại có xoay chuyển khó tin như vậy, thất bại. Hắn rống lên một tiếng không cam lòng, một cổ kình khí mạnh mẽ đẩy thanh mâu ra. Hắn lại biến mất trong bóng đêm. Thanh mâu với Tần Nhạc cũng khó mà tiếp nhận được, loại xoay chuyển này quá khoa trương rồi. Đột nhiên Tần Nhạc cười lớn, ha ha, bạch thiếu ngươi đúng là quý nhân của ta. Có kỹ đội trưởng, ta lại như hổ thêm cánh. Kỹ mảnh hơi biến sắc, lạnh lùng nói, nhị hoàng tử điện hạ, ta đi theo bạch thiếu, không phải ngươi. Tần nhạc cười xấu hổ. Bạch thiếu là bằng hữu của ta. Kỹ mảnh nhìn tô tiểu bạch nói, ta sẽ không làm thủ hạ của ngươi mãi. Chờ ta học xong kiếm pháp lạc diệp sẽ rời đi. Tô tiểu bạch cười nói, ta cũng hy vọng ngươi học được. Đừng chạy theo ta khóc hô hô. Thanh Mâu nói nghiêm nghị, Võ Công Bạch thiếu đúng là không tưởng tượng được. Thanh Mâu không sánh bằng, bội phục. Nàng nói thật lòng, Tô Tiểu Bạch thi triển kiếm ý làm nàng hoàn toàn thâm phục. Huống hồ kiếm ý này còn được xuất ra từ trên người võ giả cấp 4, đúng là làm người ta bội phục. Tô Tiểu Bạch cười nói, võ giả là vĩnh hằng, chúng ta đều trên con đường học hỏi. Hai người đều im lặng, ai dám nói mình đã đạt tới tận cùng của võ học mọi người đều rất nhỏ bé. Tần nhạc nói, không thể ở đây lâu. Đi tới phủ của ta trước. Bốn người đi vội vã, sau khi trở về, một đêm bình an, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện làm người ta không tưởng tượng được. Thanh mâu trầm giọng nói, không ngờ bệ hạ lại kiên kỵ tô gia như vậy, thà đắc tội với tiêu thống lĩnh cũng không muốn để tô gia nắm đại quyền. Tần nhạc hừ lạnh nói, phương gia bị lôi ra làm kẻ chết thay, đổ hết lỗi lên người hắn để cứu tô giật đã hy sinh một tên luyện khí sư, lại đắc tội với tiêu thống lĩnh, còn để một tên không có tước vị chức quan gì như hắn tiếp tục quản lý gia tộc tô thị. Ta thấy phụ hoàng đúng là già yếu lẫm cẩm rồi. Tô tiểu bạch mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lẽo, hoàng thượng không giết chết tô giật ngay tại chỗ chính là muốn tha tội cho hắn. Tên tô giật này đúng là không đơn giản. Ta phải đi gặp hắn. Cái gì? Ngươi muốn tới tô gia sao? Tần nhạc hỏi, Tô Gia vẫn nằm trong tay hắn, ngươi tới đó không phải đi vào hang hổ sao? Tô Tiểu Bạch cười nói, có đội trưởng kỹ mảnh ở đây, mấy ai có thể động tới ta? Thanh Mâu vẫn không yên tâm, để ta phải thêm bốn cao thủ đại võ sư đi theo ngươi. Ngoại trừ mấy tên võ quân thì đại võ sư là lợi hại nhất. Cho dù thần vệ hộ quốc trong một đội cũng không có nhiều đại võ sư. Thanh mâu phái bốn người một lúc, cũng ngang với phái tất cả đại võ sư trong đội ba đi đủ thấy nàng coi trọng tô tiểu bạch thế nào tô tiểu bạch dẫn theo năm người đi tới trước cửa tô phủ đi vào một cách nghênh ngang thủ vệ muốn ngăn cản nhưng không dám chỉ có thể vọt vào bên trong thông báo a à bác lão bác nghe nói ngươi ra khỏi nhà lao rồi thiếu gia ta đặc biệt tới chúc mừng ngươi tô tiểu bạch kêu to người cả tô phủ đều nghe thấy rất rõ sắc mặt biến đổi biết sắp xảy ra chuyện rồi tô tiểu bạch một tiếng hét giận dữ làm cả tô phủ đều náo động tô giật nhanh chóng dẫn một đám người vây quanh mấy người tô tiểu bạch mặt tô giật đầy dữ tợn cắn chặt răng nói ta còn đang định tìm ngươi không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào lưới tô tiểu bạch ôn hòa nhã nhặn nói nói sao thì ngươi cũng từng là nô bộc của tô gia giờ ngươi ra khỏi nhà lao thiếu gia ta cũng thấy mừng cho ngươi nên tới đây chúc mừng cho ngươi mới đúng tô giật tức giận suýt nửa nôn ra máu gào thét điên cuồng giết hắn giết hắn cho ta người xung quanh đều nhìn nhau họ đều là hộ vệ tô gia mà tô tiểu bạch là đại thiếu gia chân chính của gia tộc tô thị bọn họ làm sao dám động thủ nhưng cũng có một số người biết bình thường không được chú ý đây là lúc mình nên ra mặt vì thế nhảy ra nhắm vào tô tiểu bạch chật chật tô tiểu bạch dùng một tay tóm được một hộ vệ năm ngón tay chọc vào sâu trong đầu hắn đầu hộ vệ vỡ ra như trái dưa hấu bắn ra các loại chất lỏng màu hồng trắng làm người ta vừa sợ hãi vừa buồn nôn tô tiểu bạch ném thi thể trên mặt đất hô nô bột mà lại dám tập kích tử tước đương triều và thần vệ hộ quốc căn cứ theo luật quốc gia bọn họ nên bị chém đầu người đâu giết tên cẩu nô tài tô giật và tất cả những người dám động thủ dưới sự chỉ huy của đại võ sư chúng thần vệ hộ quốc ra tay cùng lúc gần như chỉ trong một cái nháy mắt tất cả thủ vệ động thủ đều bị đánh ngục trong một chiêu chết còn rất thê thảm. Mọi người sợ tới mức lui về sau. Tô giật rất tức giận, hắn không biết Tô Tiểu Bạch kiếm đấu ra nhiều người hỗ trợ mạnh mẽ như vậy, sợ hãi nói, ngươi, ngươi dám giết ta. Bệ hạ đã bổ nhiệm ta làm người tiếp quản Tô Gia. Ngươi lại dám giết ta sao? Tô Tiểu Bạch hừ lạnh nói, ngươi không có chức quan cũng không có tước vị, lại dám công kích tử tước và thần vệ hộ quốc đại nhân, đây chính tội chết. Giết ngươi chỉ như giết một con chó nếu bệ hạ hỏi, ta sẽ giải thích, cho nên ngươi không cần lo. An tâm đi đi. Để chủ nhân cũ của ngươi là ta mai táng cho ngươi. Tô giật vội lui lại, hắn tin là Tô Tiểu Bạch dám giết hắn. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Tô Tiểu Bạch rõ ràng là đến để giết mình. Nhưng nhóm cao thủ chân chính của Tô Gia có ai thèm để ý đến lời của hắn. Tất cả họ đều trốn ở trong góc Tô Phủ, cười nhìn trò hay nhìn thấy thân thủ của Tô Tiểu Bạch thì vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Bốn đại võ sư cùng đi về phía Tô Giật. Hơi thở bất khả kháng nổi lên, giống như chiếc xe chiến muốn nghiền Tô Giật thành phấn vụn. Súc sinh, không ai giết được ta. Tô Giật phát hiện không ai đứng ra giúp mình, giận dữ cầm lấy thần binh. Kiếm quan như nước, sát khí dày đặc. Một đạo kiếm quang hướng thẳng lên trời không ngờ lại đột phá được uy áp của bốn đại võ sư. Tô giật vội chạy trốn đại võ sư cấp 5. Tiểu tử này lại có thực lực như vậy. Xem ra sau lưng không đơn giản. Tô Tiểu Bạch thấy thân thủ của Tô Giật, lẩm bẩm. Kỹ mảnh kinh ngạc, vừa rồi hơi thở của Tô Giật tăng vọt trong chớp mắt sau đó biến mất, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy được thực lực chân chính của đối phương. Sao Tô Tiểu Bạch lại nhìn ra được? Nhưng nhớ lại kiếm pháp khó tin của Tô Tiểu Bạch tối hôm qua, hắn cũng bình tĩnh trở lại nếu không có thực lực sâu không lường được thì sao mình lại đi theo tô tiểu bạch bạch thiếu có cần đuổi theo không kỷ mãnh nói trong bốn người người mạnh nhất chỉ có đại võ sư cấp ba cho dù bốn người này liên thủ cũng không bắt được tô giật tô tiểu bạch gật đầu nói đi đi nhưng nhớ phải cẩn thận kỷ mãnh lại không cho là vậy hắn là đại võ sư cấp tám cao hơn ba cấp so với đối phương dù binh khí trong tay tô giật nhìn không tầm thường nhưng hắn cũng không gặp nguy hiểm. Kỹ mảnh nhảy lên, nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên bắn ra ngoài giống như một con rắn bạc, xoát một cái xuất ra kiếm quang. Mở ra. Tô giật lập tức cảm giác được luồng sức mạnh nguy hiểm đến tính mạng của hắn, quả quyết dùng hành động mở ra năng lượng trên thân kiếm, còn chưa dứt lời thân kiếm đã tỏa ra luồng hơi thở uy áp, giống như biến thành một con mảnh thú viễn cổ gào thét, người khác không rét mà run. Phanh. Hai kiếm va vào nhau, năng lượng lớn truyền đến từ trên thân kiếm của tô giật đẩy kỹ manh lui lại mấy bước kiếm bạc trong tay hắn cũng liên tục run rẩy binh khí cấp 3 kỹ mảnh kinh ngạc hô lên binh khí cấp 2 của mình lại phải sợ hãi dưới trận chiến này tình huống này chỉ xuất hiện khi bị áp chế lúc chiến cùng bậc hừ cho dù binh khí của ngươi cùng cấp với ta tu vi của ta lại cao hơn ngươi ba cấp xem ngươi trốn chỗ nào kỹ mảnh điều một đạo chân khí ra giơ nhuyễn kiếm lên Mũi kiếm vừa hiện ra hào quang, kiếm ý đã đánh về phía tô giật. Lúc này, bốn tên đại võ sư cũng thi triển ra tuyệt kỹ độc môn của mình, bao vây tô giật ở giữa. Giờ bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ, không phải đang luận võ quyết đấu, cho nên họ có thể thoải mái liên thủ công kích. Quá vô sĩ, lại đi liên thủ. Tô giật tức giận kêu lên, kiếm quang trong tay đảo qua, một đảo kiếm quang lạnh như băng đóng băng không khí xung quanh, từng tầng hàng khí vỡ nứt ra quét về phía mấy người mấy người bị hàng khí tập kích động tác chậm lại nhưng mà chỉ trong nháy mắt đó tô giật đã nắm bắt được cơ hội chạy nhanh về hướng ngược lại tốt lắm bản lĩnh chạy trốn rất thuần thục chắc là luyện tập rất nhiều lần rồi thân ảnh tô tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt tô giật mỉm cười giơ kiếm ô nha lên chém thẳng xuống tiểu súc sinh ngươi dám ngăn cản ta tô giật quát to khí lực nổi lên chém trở lại đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể trầm xuống. Mặt đất truyền tới lực hút to lớn, thân thể hắn cứng đờ ngã xuống. Từ ba trận. Từ ba thiên trọng. Tô giật quá sợ hãi. Thật ra hắn muốn thoát khỏi thiên trọng từ ba cũng không khó, nhưng do hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên đã ngã xuống, năm người phía sau vẫn đuổi kịp, liên thủ bao vây lại. Kỷ mảnh thẹn quá hóa giận, nếu để tô giật chạy trốn thật, thì đúng là mất hết mặt mũi. Hắn nắm chặt kiếm quyết, Nguyễn kiếm dài nhỏ đột nhiên bá một cái chuyển động giống như biến thành một con rắn dài. Sư Một cây kim sắc bén bắn ra từ không trung, đánh vào nguyễn kiếm của kỹ mảnh, làm tay kỹ mảnh trầm xuống, nguyễn kiếm cũng lệch khỏi quỹ đạo. Hắn hoảng sợ thất thanh nói, võ quân cấp 4. Một bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện, cùng lúc chém ra năm đạo trưởng phong bức lui cả kỹ mảnh với bốn đại võ sư. Sau đó nắm lấy bả vai tô giật, hô, đi với ta. Tô giật thấy người này xuất hiện cũng không kinh ngạc. Vai hắn rung lên, tức giận nói, không vội. Trước giết chết tên súc sinh Tô Tiểu Bạch này trước. Nói xong bay về phía Tô Tiểu Bạch, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, luồng hàng khí bay thẳng tới đỉnh đầu của Tô Tiểu Bạch. Suy. Đột nhiên, không khí lạnh lẽo như bị lửa đốt chớp mắt hóa thành hơi nước tan biến. Tô Tiểu Bạch với Tô Giật đều cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng cao, thậm chí còn có cảm giác như bốc cháy. Nguy rồi. Tô giật kinh hãi, vội thu kiếm muốn chạy trốn. Lại thấy trên không trung có một cây búa lớn nện xuống, khí lạnh bị đập vỡ ra. Chỗ búa đi qua đều phát ra tiếng đốt chát. Hỏa thiên liên thành. Sắc mặt nam tự áo xám thay đổi, duỗi hai tay ra một cây thương xuất hiện trong tay hắn, một đóa hoa thương nổi lên cuồn cuộn, khí lạnh như hóa thành một con cự long, nhảy lên lao về phía cây búa lớn. Oanh, tự lực của nước và lửa va vào nhau hai luồng năng lượng tràn ra lục phủ ngũ tạng của người áo xám bị bỏng dường như bị nội thương rất nặng người áo xám hoảng hốt vội tóm lấy tô giật nhảy lên chạy trốn lửa và nước vẫn liên tục va chạm trên không trung sinh ra một lượng nước lớn lan tràn khắp tô phủ mà ở trong hơi nước hiện lên một bóng người yểu điệu mơ hồ mọi người nhìn kỹ thì ra là la vân thường cầm một cái búa lớn từ từ xuất hiện ánh mắt của nàng lướt qua mọi người ai bị ánh mắt của nàng đảo qua đều thấy phát lạnh trong lòng, cúi đầu. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tô Tiểu Bạch, mắt La Vân thường hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vậy? Sao lại có cao thủ cấp bậc võ quân muốn giết ngươi? Tô Tiểu Bạch cười khổ nói, sao ta biết được, đột nhiên lòi ra một võ quân, còn định giết ta? Hắn lộ ra vẻ sợ hãi, may mà La Thống Lĩnh xuất hiện đúng lúc, nếu không hiện giờ ta đã chết rồi. Mặt La Vân thường tỏ vẻ nghi ngờ, bởi vì nàng thấy trong mắt Tô Tiểu Bạch không có chút sợ hãi hay kinh hoàng nào, ngược lại như một cái giếng sâu, im lặng nhưng làm người ta phát lạnh. Nàng không biết Tô Tiểu Bạch lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Nàng liếc mắt nhìn kỹ mảnh và bốn vị đại võ sư, mắt hơi cứng lại. Sao các ngươi lại ở cùng nhau? Kỷ Manh là phó đội trưởng đội 1, bốn tên đại võ sư khác là thành viên đội 3. Năm người nhìn nhau, không biết trả lời thế nào chuyện này nói ra rất dài. tô tiểu bạch muốn nói sang chuyện khác, cười nói, đúng rồi, sao la thống lĩnh lại đến tô phủ? la vân thường nhìn tô tiểu bạch hơi đăm chiêu. nghe nói tối hôm qua ngươi tấu một khúc nguyệt quang, làm hoa trong ngự hoa viên nở rộ. ta cũng rất muốn nghe. tô tiểu bạch đang nghe chuyện trên tv audio cv cười nói, diễn tấu âm nhạc cần trời và người hợp nhất, không có hoàn cảnh như tối hôm qua thì sao có thể đàn ra được? La Vân thường nhíu mày, đang định nổi giận lại bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, đáng tiếc. Lần sau có cơ hội, ta nghe cũng được. Tô Tiểu Bạch nói, La Thống Lĩnh, võ quân vừa xuất hiện cùng cấp bậc với thích khách, cũng là đồng đảng với Tô Giật. Hơn nữa hôm qua người này còn muốn độc chết Tiêu Thống Lĩnh, chắc chắn là có ý đồ gây rối. Xin La Thống Lĩnh bẩm báo với bệ hạ, lục soát toàn thành, giết không cần luận tội. La Vân thường nói, chuyện này đúng là kỳ quái. Ta sẽ báo cáo với bệ hạ. Ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có trị được nội thương của Tiêu thống lĩnh không? Tô Tiểu Bạch cười nói, chỉ cần ta không chết, chắc chắn sẽ trị hết được. La Vân Thường nói, vậy tốt rồi. Trong thời gian này, ta sẽ phái người bảo vệ cho ngươi tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặt Tô Tiểu Bạch lộ vẻ vui mừng, La Vân Thường xuất hiện làm thân phận bối cảnh của Tô Dật dần bại lộ, bên cạnh hắn có hộ vệ là võ quân, tuyệt đối không phải người thường nếu võ quân không phải người tần chinh phái tới bảo vệ hắn thì tần chinh cũng không thể bao che cho hắn la vân thường đi khỏi tô tiểu bạch dặn dò người chờ ở bên ngoài mình thì đi vào nội viện của tô gia vòng vo mấy vòng hắn đi vào một cái sân bỏ hoang khóa trên cửa đã rỉ rét tô tiểu bạch đánh một chưởng phá khóa đẩy cửa ra đi vào trong viện cỏ dại mọc thành bụi các con vật nhỏ sợ hãi chạy tán loạn rõ ràng nơi này không có ai ở Tô Tiểu Bạch đi dạo mấy vòng, đột nhiên nở nụ cười, còn không ra, lão đầu ngươi muốn ta phá hủy cái đỉnh của ngươi sao? Tiểu viện vẫn im ắng, không có động tĩnh gì. Tô Tiểu Bạch hừ lạnh, đi đến trước một cây cột trong căn phòng nát, lấy kiếm ô nha ra chém. Kiếm ô nha bị hất văng ra không trung, gan bàn tay phải Tô Tiểu Bạch rách ra chảy máu, kiếm ô nha cũng bay ra ngoài cắm xuống dưới đất hoang trong viện. Một giọng nói già nua vang lên, sao ngươi tìm được ta? không biết từ lúc nào một lão nhân mặc bộ đồ thô ráp xuất hiện phía sau tô tiểu bạch mặc lộ vẻ kinh ngạc tô tiểu bạch lắc lắc tay nhìn vết máu trên tay cười nói cảm giác huyết mạch tương liên mà thôi không giống lão gia tử ngài ra tay không lưu tình chút nào mắt lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng nói kinh mạch của ngươi được khai thông rồi tất cả huyệt đạo cũng được khai thông hết rồi võ giả cấp bốn tốt tốt không hổ là tôn tử của tô xuân dương ta mạnh hơn những thiên tài vô nghĩa kia. Tô Tiểu Bạch hừ lạnh nói, ngài còn quan tâm ta sống hay chết sao? Vì sao ngài luôn trốn ở đây? Quá gia gia. Nếu vừa rồi ta không cảm giác được hô hấp của ngài thì ta còn tưởng ngài đã bị tiểu bác giết chết rồi. Tô Xuân Dương tức giận nói, nực cười. Một tên nô tài nho nhỏ làm sao giết được ta? Đột nhiên mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi nói gì? Vừa rồi ngươi cảm nhận được hô hấp của ta sao? Tô Tiểu Bạch khinh thường nói, ngài nghĩ mình che giấu rất tốt sao? Vừa rồi lúc Tô giật đâm về phía ta, nếu như không chú ý tới hô hấp của ngài, thì ngài nghĩ một võ giả cấp 4 như ta làm sao dám đứng đó không né tránh. Mặt Tô Xuân Dương dạy ra. Chuyện này không thể nào. Tô Tiểu Bạch phất tay nói, tạm thời đừng nói chuyện này. Ngài nói cho ta biết, hiện giờ ngài có suy nghĩ và tính toán gì với Tô gia? Tô Xuân Dương suy tư một lát, thở dài, trong mắt hắn hiện lên tia sáng, hỏi: "Ngươi cho rằng ta sẽ làm thế nào? Còn ngươi định làm thế nào?" Tô Tiểu Bạch biết lão nhân đang thử mình, cười thản nhiên, "Lý do ngài trốn đi, một là để xem thái độ của Tần Chinh, hai là xem tình hình phát triển. Dù sao Tần Chinh cũng già rồi, triều cục rất nhanh sẽ loạn, ngài trốn đi là để nhìn rõ tình thế, tìm một con đường lâu dài cho Tô gia. Không thì một tên nô tài như tiểu bác sao có thể gây sóng gió ở trước mặt ngài?" Mắt Tô Xuân Dương lóe lên tia vui mừng, khó tin nói, sao ngươi nhìn ra được? Chuyện này, sao có thể? Sao ngươi lại nghĩ ra được? Trong mắt Tô Tiểu Bạch mang theo ý cười nói, lúc đấu ta cũng không dám chắc, bởi vì ta lo ngài sẽ bị tên nô tài kia âm thầm hạ độc thủ. Nhưng vừa rồi cảm giác được hô hấp của ngài ta đã chứng thực được đáp án. Sau đó Tô Tiểu Bạch nhìn chăm chú, cười khẽ, bởi vì ngài đã đột phá võ quân cấp chính trở thành võ vương đồng tử tô xuân dương thu nhỏ lại giống như không quen biết tô tiểu bạch trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ hắn nhìn chằm chằm tô tiểu bạch một lúc lâu đột nhiên cười ha hả ha 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 cáp tiểu tử ngươi đúng là giả heo ăn thịt hổ không chỉ người dân cả nước mà ngay cả lão già ta cũng không nhìn ra vốn ta còn nghĩ ngươi chỉ là một phế vật không ngờ lại là người kế nghiệp của tô gia mặc dù miệng mắng nhưng trên mặt tô xuân dương lại rất vui mừng và hưng phấn ánh mắt vẫn đục cũng lóe lên tia sáng Tô Xuân Dương cười mắng xong, tâm tình cũng tốt hơn, cười nói, ngoại trừ hai điểm mà ngươi nói, ta còn có một mục đích là muốn xem thử lúc ta không có ở đây, ai có thể quản lý được việc trong nhà. Kết quả, hai, đúng là làm ta quá thật vọng. Phụ thân ngươi cũng lén trở về một lần, thăm ta xong thì an tâm rời đi. Người còn lại là tứ thúc đánh rắm của ngươi, nhưng mà cũng, hai. Mắt hắn đột nhiên sáng lên, vui mừng nói, nhưng hiện giờ khác rồi biểu hiện của ngươi nằm ngoài dự kiến của ta nếu không phải thế cục hiện giờ chắc tiểu tử ngươi vẫn còn giả ngu mau nói cho ta biết ngươi thấy tình huống trước mặt thế nào ngươi có tính toán gì không tô tiểu bạch nói thản nhiên ta không hiểu biết về sự vụ gia tộc nếu ngài muốn tìm người thừa kế thì tìm người khác đi mục tiêu của ta là võ học cực hạn loại việc nhỏ như việc nhà việc nước ta không có cách nhưng mà xem tình thế trước mắt của thiên xuyên Tương lai chỉ có nhị hoàng tử Tần Nhạc có thể cướp được vị trí kia. Tô Xuân Dương ngớ ra, không ngờ Tô Tiểu Bạch lại nói thẳng ra vậy. Một gia tộc khổng lồ hắn lại không thèm để trong mắt, hắn chỉ theo đuổi võ học cực hạng. Mặt hắn lộ ra vẻ không hài lòng lắm, nhưng rất nhanh đã bình thường lại. Giả tâm của tiểu tử này quá lớn, chứng mắt thiên xuyên là chuyện tốt. Hắn kỳ quái nói, sao ngươi biết tương lai nhị hoàng tử sẽ thượng vị? phải biết là Tô gia chúng ta luôn đứng ở bên đại hoàng tử. Tô Tiểu Bạch chỉ cười không nói, một loại khí thế tông sư tỏa ra từ trên người hắn. Tô Xuân Dương chấn động, ngay cả Tần Trinh cũng không có loại khí thế thống trị này. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tô Tiểu Bạch gằn từng tiếng nói, bởi vì ta đứng phía sau Tần nhà. Cho nên, đương nhiên hắn sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Cái gì? Tô Xuân Dương chấn động. Biểu tình tự tin của Tô Tiểu Bạch làm hắn chấn kinh. Một lúc lâu sau mới cười khổ lắc đầu. Thời đại thay đổi. Ta trốn lâu quá, có một số người đã thấy lạ lẫm. Tần nhạc. Nói vậy, ta sẽ mang cả tô gia lên thuyền của ngươi. Lão già với người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau cười. Tô Xuân Dương ngẩng đầu nhìn lên không trung, đột nhiên nói, nguy rồi, đã đến giờ. Hắn vội xoay ngươi, hai tay hất cây cục lớn phía sau, căn phòng cũ nát truyền đến tiếng ù ù giữa sàn nhà nứt ra một cửa động tô tiểu bạch còn chưa nhìn rõ lão già đã nhảy vào tô tiểu bạch hơi cao mày lờ mờ nghe thấy tiếng kêu rên ở trong động hắn cũng nhảy vào đây là một đường hầm bốn phía bao phủ bởi những tảng đá rõ ràng có từ rất lâu rồi không phải mới được đào tô tiểu bạch đi khoảng chừng ba bốn mươi thước phía trước có một căn phòng rộng mở hai bên phòng xếp một hàng dạ minh châu chiếu sáng như ban ngày Trung tâm phòng có một cái thùng gỗ rất lớn. Một lão già tóc dài đang ngâm cả người trong thùng gỗ phát ra tiếng kêu thống khổ. Hai tay Tô Xuân Dương dán vào giữa lưng hắn, truyền chân khí vào trong cơ thể giúp hắn giảm bớt đau đớn. Còn có một người đứng ở bên cạnh thùng gỗ, vẻ mặt căng thẳng nhìn bọn họ. Tô Tiểu Bạch nhìn kỹ một lát, sau đó im lặng ngồi trên ghế, không dám quấy rầy. Thực lực của những người này đều là cấp cao. Người đứng ngoài kia cũng là đại sư luyện đang cấp 3 mà người đang kêu trên là võ quân cấp 3. Nhìn bộ dạng liều mạng phóng chân khí của Tô Xuân Dương, rõ ràng mấy người có quan hệ không tầm thường. Sau một nén nhang, đau đớn trên mặt dũng lý lão nhân dần biến mất. Tô Xuân Dương thở vào nhẹ nhõm, người đổ đầy mồ hôi. Mặt hắn lộ vẻ buồn rầu nói, chu đại sư, hàng khí trên người đệ đệ ta ngày càng nặng, mỗi lần đẩy ra lại hao tốn nhiều chân khí hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vẻ mặt chu chính cũng ngưng trọng, nói, Xuân Dương Huynh, ta đã cố hết sức. Hàng độc của lệnh đệ quá nặng, cố gắng bao nhiêu năm nay, có thể duy trì trạng thái hiện tại đã may mắn lắm rồi. Cũng may mấy năm gần đây ngươi liên tục gia tăng thực lực, nếu không ngươi không thể chống đỡ và hóa giải hàng độc trong cơ thể. Tiếp theo, Chu Chính lại lấy từ trên người một lọ đang dược đưa cho Tô Xuân Dương, nói, đây là lọ tuyết dung đang cuối cùng mà ta luyện, tổng cộng 30 viên. Hắn có thể dùng trong một tháng sau một tháng dù hắn có uống tuyết dung đan, ngươi cũng không thể dùng thực lực võ vương để áp chế hàng độc của hắn được. tô xuân dương sợ hãi, chu đại sư ý của ngươi là ngươi không thể từ bỏ được. mắt chu chính hiện lên một tia lạnh lẽo, nói thẳng nhiên năm năm trước ngươi mời ta đến đây, ta đã trị liệu cho hắn năm năm, cũng đã đáp lại lễ trọng của ngươi. hiện giờ hàng độc đã xâm nhập vào cốt tủy, ta cũng không làm gì được. ngươi có đưa bao nhiêu tiền đi nữa? cũng không cứu được hắn. Lão nhân trong thùng gỗ dần tỉnh táo lại, nghe thấy đối thoại của hai người, cười bi thương nói, đại ca, ta vẫn liên lụy ngươi, nếu mỗi ngày ngươi không đưa chân khí vào cho ta, thì ngươi đã vượt qua võ vương tiến cấp vào võ tông trong truyền thuyết rồi. Hiện giờ cuối cùng ta cũng không liên lụy ngươi nữa. Ta rất vui. Ha 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 ha. Lòng tô xuân dương như dao cắt, lắc đầu liên tục. Chu chính nhìn hai người bất đắc dĩ, Ông quyền, Xuân Dương Huynh, Thịnh Đạt Huynh, ta đi đây. Khoan đã. Tô Tiểu Bạch vẫn luôn ngồi im lặng nhìn thấy tất cả đột nhiên nói, ngươi thật sự là đại sư luyện đang cấp 3 sao. Chu Chính Cao Mày nói, nếu ngươi không phải là con cháu của Xuân Dương Huynh thì ngươi sẽ phải trả giá lớn vì hành vi vô lễ này. Tô Tiểu Bạch sợ ngây người, nói, một đan sư cấp 3 nho nhỏ đã như vậy. Vậy nếu là đại sư cấp 8 cấp 9, chẳng lẽ muốn bóc mắt ra luôn sao? một đan sư cấp 3 nho nhỏ. Chu Chính cười lạnh, ha ha, nhảy ranh vô lễ. Dù ngươi có là hoàng đế thiên xuyên lúc nhìn thấy ta cũng phải gật đầu chào hỏi. Mặc dù Tô Xuân Dương không hài lòng với giọng điệu của Tôn Chính Tông, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói, tiểu bạch, ngươi không được vô lễ với Tôn Đại Sư. Hắn được ta mời đến từ công hội luyện đan sư cấp 3 của Hỏa Vũ Quốc. Chu Chính kiêu ngạo nói, lúc ta oai phong ở Hỏa Vũ Quốc, ngươi còn chưa cai sữa đâu cai cái muội ngươi tô tiểu bạch giơ ngón tay giữa lên mắng nếu là công hội luyện đan sư cấp 3 ít nhất cũng phải có luyện đan sư cấp 5. ngươi lại dám khoe mình oai phong ở hỏa vũ quốc muốn ta nói lời này của ngươi ra ngoài cho cả hỏa vũ quốc biết không xem lúc trở về ngươi oai phong thế nào chu chính biến sắc giận tím mặt nhưng trong lòng vẫn hơi sợ luyện đan sư cấp 3 có thể hoành hành ở quốc gia nhỏ như thiên xuyên nhưng nếu ở hỏa võ quốc chỉ là một nhân vật bình thường hắn tức giận đến mức chòm râu dựng thẳng xuân dương huynh xem con cháu của huynh đi tô xuân dương không thích dáng điệu của chu chính nhưng dù sao cũng phải giữ mặt mũi không nên phản bác hắn hiện giờ nghe tô tiểu bạch mắng nhiếc hắn rất vui sướng tô xuân dương hơi vuốt chòm râu trừng mắt với tô tiểu bạch hưng phấn hô tiểu tử thối dám vô lễ với chu đại sư đi ra ngoài mau chu chính trợn trừng mắt tức giận đến mức mặt tái đi hắn nổi giận nói, Xuân Dương Huynh, ngươi để hắn đi ra như vậy sao? Tô Xuân Dương hừ nhẹ. Còn muốn sao nữa? Hiện giờ Chu Chính đã buông tay mặc kệ, hắn cũng mất hết kiên nhẫn với người này. Ngày thường hầu hạ như hoàng đế, của cải tích lũy bao nhiêu năm của Tô Gia đều bị tên này lừa đi rồi, trong lòng Tô Xuân cũng có oán giận. Chu Chính hừ lạnh, không tôn trọng ta, ít nhất phải đánh gãy tứ chi hắn. Tô Tiểu Bạch giận dữ xông lên, ba ba cho hắn hai bạc tai. Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Cả phòng im lặng, mấy người đều ngây ra. Chu chính sợ ngây người một lúc, đột nhiên ôm mặt hét lên. Ngươi, ngươi dám đánh luyện đan sư cấp 3. Tô Tiểu Bạch lấy một cái huy chương từ trong giới chỉ ra gài lên vai. Hắn lạnh lùng nói, luyện đan sư có gì hơn người đâu, lão tử cũng là luyện đan sư. Mở to mắt chó ra nhìn cho rõ. Đây, không chỉ chu chính mà tô xuân dương cũng ngơ ngác huy chương luyện đan sư cấp hai lóe sáng dưới ngọn đèn yếu ớt đương nhiên họ biết đây là thật chu chính rất hoảng sợ chuyện này còn làm người ta khiếp sợ hơn cái tác vừa nãy sao có thể cấp hai người mới bao nhiêu tuổi tô xuân dương cũng rất ngạc nhiên mắt mở to tiểu tư ngươi ngươi tô tiểu bạch tháo huy chương xuống chơi đùa ở trong tay như món đồ chơi cười lạnh nói đồ ngốc ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lời nói của hắn lại làm mấy người thấy choáng váng đầu óc, Chu Chính tức giận nói, sao ngươi có thể là luyện đan sư cấp 2 được? À, ngươi dám làm giả huy chương luyện đan sư. Đây là tội chết. Dù ngươi là ai thì giả tạo huy chương luyện đan sư đều sẽ bị tất cả luyện đan sư đuổi giết. Mặt Tô Tiểu Bạch trở nên lạnh lẽo. Đuổi cái muội ngươi, ngươi muốn đánh thêm cái tác nữa à? Chu Chính sợ tới mức nuốt lời đang định nói lại, hai tay ôm má, nhìn chầm chầm tô tiểu bạch bằng vẻ thù hận. Nhưng hắn không hiểu, mình là võ giả cấp 9, sao lại để đối phương đánh một cái tác. Hiện giờ tâm tình của ta đang tốt, cút nhanh đi. Tô tiểu bạch quát. Mặt tôn chính tông lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng vẫn phải rời đi. Mắt cô Xuân Dương nổi lên sát khí, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đắc tội với một luyện đan sư cấp 3. Tai họa ngầm này không thể giữ lại. Ta đi giết hắn không được. Tô Tiểu Bạch nói với giọng trầm thấp, tất cả thuật sư đăng ký đều được nhập vào dưới quyền công hội. Mặc dù hắn chỉ là cấp 3 nhưng cũng là người có thân phận ở hỏa vũ quốc. Nếu hắn tự nhiên chết, công hội luyện đan sư sẽ truy tìm chúng ta. Thả hắn đi, hắn cũng không tạo được sóng gió gì. Tô Xuân Dương chỉ đành nghe theo, lại chỉ chỉ huy chương trong tay Tô Tiểu Bạch. Đừng nói với ta đây là thật đó. Tô Tiểu Bạch hừ lạnh nói, đương nhiên là thật. Đại lục thần võ, ai dám làm giả những thứ thế này?" Tráng Tô Xuân Dương đồ mồ hôi, hỏi thật cẩn thận, "Vậy ngươi, ngươi, ngươi thật sự là?" "Ừm, là một luyện đan sư nhỏ." Tô Tiểu Bạch nói một cách thờ ơ, trong phòng im lặng một lúc lâu, đột nhiên truyền tới tiếng trống to của Tô Xuân Dương. "Tiểu tử thối, ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta nữa?" Tần Thịnh đạt ở trong thùng gỗ cũng cười khổ nói, "Đại ca, ngươi có điều không biết." Hắn tuổi còn trẻ đã là võ giả gấp bốn còn là luyện đan sư cấp 2. Sợ là không tìm được người thứ hai ở thủ đô Thiên Xuyên. Tô Xuân Dương vẫn thổi râu trừng mắt, tiểu tử này, tiểu tử này. Nhưng trong giọng điệu không giấu được sự vui sướng. Trần Thịnh Đạt cười khổ nói, nếu con cháu của ta được một phần 10 như hắn, ta đã thỏa mãn. Tô Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, nói, chẳng lẽ ngài thật sự là tổ phụ của Trần Chân? Không phải ngài đã chết từ mấy năm trước rồi sao? Mắt Tô Xuân Dương hiện lên vẻ bi thương, thở dài, thịnh đạt là vì ta mới thành như vậy. Vốn đại chiến đó phải là ta đi, nhưng ta đang tu luyện. Tiêu thống lĩnh đành gọi thịnh đạt đi với hắn. Tô Tiểu Bạch rất kinh ngạc. Tiêu thống lĩnh. Chẳng lẽ nội thương trên người hắn là từ đại chiến kia? Tô Xuân Dương gật đầu, nói, đúng vậy, năm đó Thiên Xuyên và bách đấu chiến đấu giành thứ hạng quốc gia, đều phái cao thủ quốc gia đến liều mạng tranh đấu, mặc dù ít người tham dự, nhưng mức độ thảm thiết không thua kém trăm vạn đại quân chém giết. Sau trận chiến, năm vị đội trưởng đội thần vệ hộ quốc đều chết trận, phụ tá của tiêu trữ vương là Lâm Châu cấp võ vương cũng chết trận xa trường. Thịnh Đạt cũng trúng hàng độc. Trần Thịnh Đạt nhớ lai đau khổ nói, mặc dù quốc gia của ta thắng, nhưng phải trả một cái giá thảm khốc. Có hơn 100 cao thủ võ sư đi nhưng chỉ có mười mấy người còn sống trở về, hơn nửa phần lớn đều tàn tật may mà tô huynh mời chu chính ở hỏa vũ quốc tới chữa thương cho ta tô tiểu bạch ngạc nhiên nói thẫn nào đội trưởng thống lĩnh thần vệ hộ quốc đều là người trẻ tuổi chỉ vì thứ hạng quốc gia mà chiến đấu thảm thiết như thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô xuân dương nghe hắn nói vậy vừa cười vừa mắng bọn họ là người trẻ tuổi ngươi là em bé mới sinh tiếp theo ánh mắt hắn u ám bắt đầu giải thích cuộc chiến giành thứ hạng quốc gia Hỏa Vũ Quốc là một trong ba đế quốc lớn của đại lục Nam Bộ, phía dưới có chín nước phụ thuộc chia làm Thượng Tam Quốc, Trung Tam Quốc với Hạ Tam Quốc. Nếu trong nước có thuật sư Võ Tông hoặc cấp 4, hơn nửa đồng ý ở lại thì quốc gia này sẽ tự động thăng lên thượng vị. Nếu quốc gia thượng đẳng có ít hơn 3 vị trí, quốc gia trung cấp sẽ tranh cướp để chọn ra. Mà quốc gia trung cấp cũng có điều kiện đó là phải có thuật sư cấp 3 hoặc võ vương. Năm năm trước, ba nước thượng cấp có một vị trí trống, có ba quốc gia đủ tư cách cạnh tranh, lần lượt là Thiên Xuyên, Bách Đấu, Đông Ngụy. Mặc dù Đông Ngụy có thuật sư cấp 3 nhưng thực lực vẫn thua kém hai quốc gia khác. Cho nên cuối cùng chỉ có Thiên Xuyên và Bách Đấu tranh giành. Tô Tiểu Bạch chợt nói, vậy làm sao để xác định kết quả thứ hạng thi đấu? Phải giết được thuật sư cấp 3 và võ vương của đối phương sao? Tô Xuân Dương Kinh thường mắng, đương nhiên không phải, thuật sư cấp 3 và võ vương là tài nguyên quý giá, hỏa vũ quốc rất coi trọng, cũng tránh để họ bị thương. Cho nên sẽ đánh tới khi đối phương nhận thu hoạch giết sạch cả nước mới dừng lại. Tô Tiểu Bạch thở dài, không ngờ chỉ vì một thứ hạng mà tàn khốc như vậy. Tô Xuân Dương lạnh lùng nói, tàn khốc. Muốn sinh tồn trên đại lục này thì thực lực là quan trọng nhất. Mà làm thế nào để giữ được thực lực? Đương nhiên chỉ có tài nguyên. Đằng sau cuộc chiến thứ hạng chính là tranh cướp tài nguyên. Từng có một quốc gia không chấp nhận thất bại mãi cho đến khi chết, cả nước đều bị giết, vương thất diệt môn. Trần Thịnh Đạt đang ngâm trong thùng gỗ cũng thở dài, trời đất vô tình, vạn vật chỉ là con kiến. Tô Xuân Dương nghiêm mặt nói, điểm quyết định đến thứ hạng là sức mạnh chiến đấu, nói cách khác tất cả quốc gia đều phải chiêu mộ võ giả cường đại. Phía sau rất nhiều đế quốc đều có thế lực gia tộc và môn phái lớn cường đại chống lưng. Ví dụ Hỏa Vũ quốc mà chúng ta dựa vào là Cự Thiên Tông. Cự Thiên Tông. Tô Tiểu Bạch kinh ngạc vẻ mặt kỳ quái. Hắn nhớ mang máng đại đệ tử hoa thư của mình có nhận một đồ đệ, là con của tổ sư cự thiên tông, hình như tên là gì đó, quên rồi. Lúc trước hoa thư còn dẫn tới bái kiến, nhẫm tính cũng phải hai ba mươi năm rồi. Tô Tiểu Bạch cố hết sức nhớ lại, tên đứa trẻ kia là gì? Thật sự không nhớ gì cả. Đúng vậy. Mắt Tô Xuân Dương lộ vẻ kính sợ, nghe nói tổ sư cự thiên tông Phùng Kỳ có cảnh giới võ hoàng gần đến võ tôn. Hơn nữa người này còn là đệ tử của Hoa Thư Võ Đế, người đứng sau các đế quốc khác không dám đụng tới. Tô Tiểu Bạch nhớ ra, à, thì ra tên là Phùng Kỳ. Không ngờ hắn lại được lên làm tông chủ, Tiểu Hoa cũng được thăng cấp lên làm Võ Đế. Chắc chuyện này xảy ra sau khi ta chết. Tô Xuân Dương cảnh cáo thật kỹ, Tiểu Bạch, tương lai nếu ngươi có cơ hội tới Hỏa Vũ quốc, nhớ đừng đắc tội với người Cự Thiên Tông. Ngay cả hoàng đế Hỏa Vũ quốc cũng phải nể mặt đệ tử nội môn của Cự Thiên Tông ba phần. Nếu đắc tội với họ là tai họa lớn. Tô Tiểu Bạch cười ôn hòa, yên tâm, bọn họ không làm gì ta, ta cũng không đắc tội với họ. Tô Xuân Dương ngất xỉu, vội nói, cho dù ngươi bị xúc phạm cũng phải nhịn. Trong phạm vi thế lực của Hỏa Vũ quốc, Cự Tuyệt Tông còn đứng trên cả hoàng thất. Tô Tiểu Bạch nói sang chuyện khác, cuộc chiến thứ hạng 5 năm một lần sắp đến rồi sao? tô xuân dương trầm giọng nói đúng trận chiến năm năm trước đã làm thực lực quốc gia ta suy yếu rất nhiều giờ cách tốt nhất là rời khỏi trận cạnh tranh tam quốc mặc dù sẽ phải nộp nhiều thuế và tài nguyên hơn nhưng đây là cơ hội hiếm có để quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức tô tiểu bạch thản nhiên nói vậy chúng ta phải tăng tốc lên với trạng thái hiện tại của bệ hạ thì chắc chắn không muốn thoát khỏi trận đấu nếu tần nhạc cầm quyền thì ta còn có thể thuyết phục hắn rút khỏi tư cách thi đấu trần thịnh đạt kinh ngạc nói nhạc hoàng tử sao hai tô xuân dương thở dài kể lại đơn giản tình huống và quyết định của tô gia trần thịnh đạt đau lòng nói hành động của bệ hạ với trung thần làm chúng ta thấy lạnh lẽo trong lòng thịnh đạt ta cũng không sống được bao lâu nữa sau này trần gia phải giao cho đại ca với tiểu bạch tô xuân dương cũng đau khổ khó nói ngươi cứ yên tâm ngày nào tô gia còn trần gia sẽ không đổ tô tiểu bạch cười nói chỉ là hàng độc mà thôi, đâu cần phải như vậy. Ta thấy trong cơ thể tiêu thống lĩnh cũng có hàng độc này. Mặc dù ít nhưng đã thâm nhập vào cốt tủy. Chắc các ngài bị cùng một người gây ra, người kia luyện loại công pháp cực hàng. Trần Thịnh Đạt căm hận nói, đúng vậy, chính là cao thủ tuyệt kỹ Sơn Suy đứng đầu bách đấu quốc. Cô Tiểu Bạch suy tư một lát, lúc trước, khi đánh nhau ở ngoài, võ quân bên cạnh lão bác cũng thi triển một chiêu rất giống băng thuật, nhưng vẫn còn kém xa hàng độc trong cơ thể ngài cái gì tô xuân dương hoảng sợ mắt biến lạnh ta hiểu rồi thẫn nào tiểu tử này có tư chất hơn người lại tới làm nô tài hạ đẳng của tô phủ ta hơn nữa còn thăng cấp nhanh như vậy hắn không chỉ có bệ hạ làm chỗ dựa mà còn là người của sơn suy bách đấu quốc tô xuân dương hận đến mức nghiến răng nghiến lợi hối hận nói nếu biết như vậy sáng nay ta nên giết chết hắn giờ để cho hắn trốn thoát rất khó giết được hắn. Tô Tiểu Bạch thản nhiên nói, hắn sẽ không từ bỏ như vậy. Vẫn còn cơ hội. Trước tiên hóa giải hàng độc trên người Trần Gia Gai đã. Tô Xuân Dương lộ vẻ buồn bã, cầm tuyết dung đan mà Chu Chính để lại, đau lòng nói, Chu Chính là luyện đan sư cấp 3 còn không có cách. Chúng ta có thể làm gì được chứ? Chúng ta còn không tiếp cận được với thuật sư cấp 4, nói gì đến mời. Tô Tiểu Bạch đi xung quanh thùng gỗ một vòng, thản nhiên nói, muốn xua tan toàn hộ hàng độc đúng là hơi khó. Nhưng ta có thể lấy được công lực của thuật sư cấp 3, mặc dù không luyện chế ra được giải dược. Nhưng với trình độ của ta vẫn áp chế được. Giọng nói của hắn không lớn nhưng như xét đánh ngang tai. Ngươi, ngươi vừa nói gì? Ngươi nói gì, đứa nhỏ? Tô Xuân Dương kích động nắm lấy tay hắn, đừng gạt ta. Tô Tiểu Bạch nghiêm mặt nói, ý tưởng của Chu Chính khá tốt, muốn xua hết hàng độc cực đoan này dùng đan dược phối hợp với công lực võ vương của gia gia là được. Nhưng hiểu biết của hắn quá nông cạn, thuốc này sai rồi, chân khí của gia gia cũng không thích hợp, phải là công lực chí dương mới được. Công lực chí dương Tô Xuân Dương lo lắng nói, cả thiên xuyên chỉ có ba võ vương. Nhưng không có ai có công lực chí dương. Ta biết tìm ở đâu đây? Tô Tiểu Bạch mỉm cười, ta nghĩ ra một người, nhưng không biết nàng có chịu hỗ trợ không? Tô Xuân Dương một miệng hỏi, là ai dù là ai chỉ cần ở thiên xuyên thì lập tức đi bắt người về tô tiểu bạch cười nói la vân thường đội trưởng đội bốn thần vệ hộ quốc mặc dù công lực của nàng không đủ nhưng nàng có công lực chí dương ban đầu hắn thấy kỳ quái sao la vân thường lại tu luyện loại công pháp chí dương của nam tử sau nhớ ra nàng là đệ tử thần hiểu cung thì cũng hiểu ra trong thần hiểu cung có một bí pháp tối cao nhưng chỉ có nữ nhân có thân chí dương mới tu luyện được nhưng xác suất thân chí chương xuất hiện ở thân thể nữ là một phần vạn, cho nên có rất ít người trong thần hiểu cung tu luyện công pháp này. Tuy nhiên, người từng tu luyện đều đạt tới võ đế đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ. Tô Xuân Dương kinh ngạc, nói tiếp, cô gái nhỏ này thật sự có công lực chí dương sao? Không biết nàng luyện thế nào. Tiểu Bạch, ngươi đừng lừa ta. Như vậy có thể áp chế được hàng độc của Thịnh Đạt thật sao? Vậy ta phải đi bắt nha đầu kia. Tô Tiểu Bạch nói yên tâm, giờ ta sẽ đi luyện chế một số đan dược áp chế hàng độc. Nhưng dược liệu thì... Tô Xuân Dương ném thẳng cho hắn một cái chìa khóa, nói, đây là chìa khóa bí khố của Tô Gia, trong đó cái gì cũng có. Ngươi xem đủ không, không đủ thì ta sẽ đi tìm. Tô Xuân Dương nghe thấy Trần Thịnh đạt cứu được thì tinh thần phấn trấn. Dù Tô Tiểu Bạch muốn lấy sao hắn cũng cố mà hái xuống. Mắt Tô Tiểu Bạch sáng rực lên mặc dù hắn chưa từng tới bí khố của tô gia nhưng là gia tộc quyền thế của thiên xuyên chắc chắn có rất nhiều thứ tốt hiện giờ hắn cần nhất là các loại tài nguyên gia tăng tốc độ tu luyện chờ tin tức của ta hắn nói xong thì rời khỏi tầng hầm bên ngoài có rất nhiều người tô gia đang tụ tập thở dài bàn luận rõ ràng tình huống trước mắt rất mờ mịt không ai đứng ra quyết định được mọi người vừa nhìn thấy tô tiểu bạch thì mừng rỡ đi chào hỏi hắn Tô Tiểu Bạch dùng tay ra hiệu im lặng, nói với Tô Bạch Phong, tứ thúc, dẫn ta tới bí khố của gia tộc. Bí khố của Tô Gia Tô Bạch Phong kinh ngạc lắp bắp, nói, đây là chỗ quan trọng của gia tộc, hơn nữa cũng không có chìa khóa. Hắn còn chưa nói xong lời đã mắc mở cổ họng, nhìn chầm chầm chìa khóa vàng trên tay Tô Tiểu Bạch, vui mừng nói, ngươi, ngươi gặp lão gia tử rồi sao? Hắn sống tốt không? Tô Tiểu Bạch gật đầu, tung hứng chìa khóa đừng hỏi nhiều dẫn ta tới bí khố chuyện này cũng là lão gia tử bảo ta làm được được tô bạch phong kích động đến mức run rẩy cả người giống như đã tìm được người đáng tin cậy nhanh chóng dẫn tô tiểu bạch tới bí khố tô tiểu bạch thầm cảm thán liên tục những người tô gia này sống quá an nhàn sung sướng huấn luyện quá ít một khi tô lão gia biến mất thì không còn ai đứng ra quản lý được quả nhiên là tần chinh cố ý để phụ thân đóng quân ở biên cương Cửa bí khố rất lớn được làm bằng đồng, trên cửa được khảm 18 khối nguyên thạch cao cấp, một luồng năng lượng cuồn cuộn tràn vào trong cửa. Hai bên cửa có những đường vẽ màu sắc sặc sỡ, thật ra đó là một đại trận bảo vệ. Thanh Long thần hỏa trận. Tô Tiểu Bạch rất kinh hãi, không thể tin được giơ tay sờ lên cửa đồng, những đường vẽ đầy màu sắc tạo thành hoa văn mờ nhạt của một con rồng lớn. Trên cửa màu đồng có năng lượng chuyển động, cảm giác có chút hơi nóng. Tô Bạch Phong kinh ngạc nói: Tiểu Bạch, ngươi biết trận pháp này sao? Không thể nào. Lão gia từng mời rất nhiều cao nhân đến xem nhưng không ai nhận ra. Tô Tiểu Bạch nhìn kỹ bốn phía xung quanh. Bí khố được xây dựng ở trên núi, xung quanh là đá hoa cương chắc chắn. Hắn hỏi, bí khố này được xây dựng bao lâu rồi? Tô Bạch Phong lắc đầu nói, không biết, nhưng nghe trưởng bối đời trước nói, hình như bí khố này có trước cả Tô Gia. Không phải do Tô Gia xây dựng. Tô Tiểu Bạch gật đầu, xóa bỏ nghi ngờ trong lòng. Thanh Long thần hỏa trận này là đại trận cấp chính thất truyền từ lâu rồi. Hiện giờ chỉ còn lưu truyền một số bản cũ không đầy đủ. Nếu tổ tiên Tô Gia có thể bố trí được trận pháp này thì phải có sức mạnh siêu cấp đại lục thần vũ, đương nhiên sẽ không sống ở thiên xuyên. Lấy chìa khóa ra. Nó có màu vàng bên trên có hình thú thượng cổ kỳ lạ. Tô Tiểu Bạch lấy ra bỏ vào cái lỗ trên cửa một luồng năng lượng từ nguyên thạch thượng phẩm lan ra dọc theo đường viền ở trên cửa, hai cánh cửa lớn ầm ầm mở ra. Thần thức của Tô Tiểu Bạch cảm nhận được năng lượng trên cửa, loại năng lượng này rất mỏng manh, chứng tỏ nó đã có mấy vạn năm, sắp không chịu được nữa. Hai cánh cửa mở ra, một con đường hẹp dài xuất hiện trước mặt, xuyên thẳng tới phía trước. Hai bên đường rất hẹp, cứ cách ba thước lại có một ngọn đèn, bên trong có dạ Minh Châu. Tô Bạch Châu nói, bí khố là cấm địa Tô Gia không có sự cho phép của tộc trưởng thì không được vào. Ta chờ ngươi ở bên ngoài. Tô Tiểu Bạch gật đầu, đi dọc theo con đường nhỏ hẹp. Đường không quá dài, rất nhanh hắn đã đi tới một cái hang động mới, bên trong có các trương và giá, còn có rất nhiều các loại tài liệu với nguyên thạch. Mắt Tô Tiểu Bạch bắn ra tia sáng, sợ hãi nhìn kỹ xung quanh. Hắn không chỉ nhìn những tài nguyên này mà còn ngẩng đầu nhìn toàn bộ động, sự kinh ngạc trong mắt ngày càng gia tăng. Đây, đây, hắn đè nén sự khiếp sợ trong lòng, đột nhiên cười lớn. Ha ha, không ngờ lại là không gian giới tử. Không gian giới tử lớn như vậy chắc chắn là dựa vào một thần khí. Chẳng trách lại có thanh long thần hỏa trận giữ cửa. Hắn đè nén sự kích động, vội tìm kiếm trong sơn động, miệng than thở, ở đâu, thần khí chống đỡ không gian giới tử này ở đâu. Thần thức của hắn phóng ra với hạng độ lớn nhất, dò xét bốn phía. Đột nhiên, mắt hắn dừng lại ở đống rương trong góc. Hắn ném các thùng nguyên thạch to lớn với các bảo vật ra ngoài như rác rưởi, rất nhanh một tấm bia đá màu đen dài xuất hiện ở trong góc, lẳng lặng đứng ở đó. Do bị ăn mòn qua năm tháng mà chữ trên tượng đá khó mà đọc được. Chất liệu của văn bia cũng bị mài mòn, tạo cảm giác tan thương. Mắt tô tiểu bạch cứng lại, đồng từ vặn vẹo thành khe hở hiếm thấy. Trong mắt hắn tấm văn bia liên tục uống lượng biến hóa. Đây là một công pháp rất cường đại mà tô tiểu bạch tu luyện chỉ có công lực cường đại mới phát huy ra được. Hiện giờ hắn có công lực thuật sư cấp 1, hao tốn quá nhiều sức mà hiệu quả lại chậm. Nhưng mà, hình dạng của chữ cổ cũng dần trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Cùng lúc đó, dường như thực thể trong tấm bia đá đã cảm ứng được, đột nhiên tỏa ra ánh sáng rất nhỏ. Đồng tử Tô Tiểu Bạch co lại, một luồng sức mạnh to lớn thông qua đồng tử xâm nhập vào trong thần thức hải của hắn, đốt cháy linh hồn hắn. Ai hắn che mắt lại hét ầm lên thân thể bay ngược ra ngoài đập mạnh lên đất phun ra một nguồn máu tươi tô tiểu bạch đứng dậy mở mắt ra trong mắt toàn là máu nhưng hắn cũng không kinh ngạc chỉ cười điên cuồng ha 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 không ngờ lại ẩn chứa lực lượng mạnh như vậy ta phải xem thử ngươi rốt cuộc là thứ gì hắn cẩn thận đi về phía tấm bia đá hai tay liên tục kết ấn cuối cùng ngón tay vặn thành một hình dạng kỳ quái một phần sáng mỏng manh bắn ra từ trong tay hắn Hắn hô to, như lộ như điện, như tri như thức. Vần sáng trong tay hắn giống như một tấm gương, từ trong tay hắn hạ xuống chiếu rọi lên tấm bia đá cổ kính. Chỉ thấy vần sáng đi đến đâu thân bia thay đổi đến đó, giống như được tẩy luyện. Sự ăn mòn của năm tháng dần biến mất, trên mặt đất là một tấm bia đá mới tinh dựng đứng, cả vật thể trong suốt, màu sắc sạch sở, được linh khí bao quanh. Đi đến đâu mấy chữ được trạm khắc mạ vàng đều lóng lánh lên đồng tử tô tiểu bạch co lại kinh ngạc hết thất thanh bi thần giới khá lắm đúng là ba chữ này bi thần giới lóe sáng lên hào quang chói mắt hai mắt tô tiểu bạch đỏ như máu chảy xuống hai dòng huyết lệ hắn đau khổ nhếch miệng chỉ đành nhắm mắt lại bi thần giới là cái gì vì sao lại có năng lượng như vậy còn có thể xuyên qua công pháp kỳ lạ của ta đốt cháy linh hồn ta trong lòng tô tiểu bạch giật nảy mình nhắm mắt lại cảm nhận luồng năng lượng kỳ lạ này lớn hơn thần binh cấp chính trảm tinh thần của ta rất nhiều. Chẳng lẽ đây là thần vũ cấp 10? Hắn từng đứng trên đỉnh núi võ học của mảng đại lục này, đương nhiên biết bên trên còn có Phạm Thiên Tịnh Thổ. Nghe đồng vào Phạm Thiên Tịnh Thổ có thể học dược võ thuật đỉnh cao, tiến vào võ thần. Bi thần giới, bi thần giới. Chẳng lẽ đây là siêu phẩm thần võ cấp 10 được võ thần thượng cổ giữ lại? Cô Tiểu Bạch kích động lẩm bẩm, đúng, chắc chắn là vậy, năng lượng có thể thiêu đốt linh hồn không phải là thần lực của võ thần phạm thiên thì là gì nhưng trong quá khứ thiên xuyên quốc đã xảy ra chuyện gì sao lại có thần binh của võ thần phạm thiên sót lại chẳng trách ở cửa lại có thanh long thần hỏa trận mặc dù trận hình đầy đủ nhưng bố cục thủ pháp rất thô sơ rõ ràng là hành động vội vàng chắc là võ thần gặp phải chuyện rất khẩn cấp vì vậy mới để bia thần bia ở nơi này hắn vừa nghĩ thông suốt đột nhiên nói với mình không không võ thần là sự tồn tại bất tử, trong đầu chỉ nghĩ tới quy tắc võ học. Có thứ gì có thể uy hiếp được hắn? Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Hắn ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Một luồng năng lượng kỳ quái phát ra từ bia thần giới, liên tục chảy xuôi trên ngươi tẩy rửa. Tô Tiểu Bạch cảm thấy rất thoải mái, nhưng hắn không dám mở mắt vì sợ linh hồn lại bị thiêu đốt. Đột nhiên, thần thức hải của Tô Tiểu Bạch chợt lóe lên hào quang, các điểm sáng tụ tập thành một điểm ở thần thức dần ngưng tụ thành hình thể diệu tịnh thổ quyết diệu tịnh thổ quyết chịu ảnh hưởng của năng lượng bất ngờ tự động ngưng tụ thành hình một đống chữ viết màu vàng bí ẩn dần hiện lên trong lòng tô tiểu bạch rất vui vẻ còn cảm thấy diệu tịnh thổ quyết này có thể là một trong những công pháp tu luyện của võ thần từ lúc diệu tịnh thổ quyết xuất hiện linh hồn bị thương của hắn cũng dần dịu lại giống như có một khe suối chảy qua năng lượng khôi phục với tốc độ cực nhanh mà thân thể được bao bọc trong ánh sáng bia thần giới lại rất sung sướng giống như nằm dưới ánh mặt trời mùa đông thoải mái đến mức buồn ngủ một lúc lâu sau tô tiểu bạch đột nhiên tỉnh táo lại kinh ngạc phát hiện mình lại ngủ thật mà bia thần giới đã biến thành ngọc trắng bình thường bên trên tấm bia được trải một lớp các miệng máu trắng đục tô tiểu bạch mở to hai mắt quan sát kỹ càng hắn lập tức hít một ngụm khí lạnh Hóa ra ánh hào quang đang chuyển động kia là ngân hà vũ trụ. Cô Tiểu Bạch khiếp sợ lẩm bẩm: Bia thần giới này có thể trao đổi năng lượng với ngân hà, đúng là thần kỳ. Không biết có khắc dấu được không? Hai tay hắn thi triển kết ấn tuyệt đẹp, rất nhanh một đóa hoa sen xuất hiện trong lòng bàn tay, lại nhẹ nhàng dừng trên tấm bia. Cô Tiểu Bạch rất căng thẳng, sự tồn tại của bia thần giới đã vượt qua những thần khí mà hắn từng tiếp xúc. Ngay cả đời trước lúc ở đỉnh cao, hắn cũng không lơ là lúc này lại càng phải cẩn thận hơn. Chỉ sợ vô ý một cái vạn kiếp bất phục. Ai dám cam đoan lần sau vẫn được sống lại. Thúc. Tô Tiểu Bạch trợn trừng mắt. Một luồng năng lượng vọt vào trong thần thức hải của hắn, cơ thể không tự chủ được từ từ bay lơ lửng, tinh thần cũng bị sức mạnh gì đó chiếm giữ, hắn không khống chế được bản thân. Tô Tiểu Bạch rất hoảng sợ, hắn biết mình đang rất yếu cho nên mới bị bia thần giới khống chế giống như lúc trước hắn thích dùng công pháp khác thường để khống chế người khác. May mà, thời gian bị khống chế rất ngắn, chớp mắt thân thể hắn đã ngã mạnh trên mặt đất. Chỉ thấy thần thức hải của mình rất trong sạch, bia thần giới yên lặng di chuyển về phía đan điền. Ta thành công rồi. Tô Tiểu Bạch vui tới mức nhảy cẩn lên. Hắn nhìn xung quanh, đã không còn ở trong mật khố của Tô Gia. Chỗ mình đang đứng là một không gian nhỏ mấy mét vuông, vách tường đều đá kim cương. Sau khi cất bia thần giới, đương nhiên không gian giới tử sẽ biến mất, đây mới là bộ dạng của hang động. Tô Tiểu Bạch bình tĩnh lại, kiểm tra một lượt cơ thể mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình đã đột phá lên võ giả cấp 5, chỉ còn cách cấp sau đúng một bước. Nhưng hắn không vui lắm, dù sao đối với hắn cấp bậc này vẫn là rác rưởi. Chỉ có công lực tiến bộ lớn thật sự mới làm hắn vui, mặc dù còn chưa tới cấp 2 nhưng cũng không xa nữa để ta xem xem có thể khống chế được bia thần không. Hắn từ từ ngồi xuống, bắt đầu kết nối. Nếu bia thần giới đã bị hút vào cơ thể hắn thì đương nhiên nằm trong sự khống chế của hắn, ý niệm vừa động đã cảm nhận được sự tồn tại của bia thần. Nhưng hắn lại làm hắn thất vọng, dù kết nối thế nào cũng chỉ có thể thâm nhập vào không gian giới tử của bia thần, không khống chế được. Con mẹ nó. Cô Tiểu Bạch tức giận nói, nếu không khống chế, thì chỉ như một chiếc nhẫn không gian mà thôi. Hắn không cam lòng thử mấy lần, vẫn không có phản ứng. Hết cách, chỉ đành kiểm kê lại mật khố của Tô gia, lúc này tâm tình mới tốt lên. Tô Bạch Phong thấy Tô Tiểu Bạch xuất hiện ở cửa động, thở phào nhẹ nhõm, ngươi ở trong đó lâu như vậy, đừng có mang hết thứ cốt đi. Tô gia tích lũy mấy ngàn năm đó, đừng có lấy nhiều. Không lấy nhiều, ta chỉ cầm cả cái động đi thôi. Tô Tiểu Bạch ướt đẫm mồ hôi, tháo những giới tử trên tay ra đưa cho Tô Bạch Phong. Cho ngày đó. Hắn đã để hết đồ có giá trị vào trong bia thần giới, giờ trong nhẫn chỉ có một ít tiền và đồ dùng hàng ngày. Đây, đây. Tô Bạch phong há to miệng nhìn những giới tử trong tay, không biết nên nói gì. Như vậy chắc là Tô Tiểu Bạch không lấy nhiều đâu. Cũng khá phúc hậu. Tô Tiểu Bạch nói, tứ thúc, trong thời gian này ngươi phụ trách chuyện hàng ngày của Tô gia. Ta sẽ ẩn cư một thời gian. Chắc tạm thời Tô giật không dám trở về đâu hơn nữa lão gia tử cũng rất khỏe ngươi yên tâm tô bạch phong nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không quá kinh ngạc dù sao thực lực và trí tuệ của tô tiểu bạch cũng được mọi người thừa nhận và khen ngợi hắn còn đang lo lắng về tô giật nhưng nghe nói lão gia tử rất khỏe cũng yên tâm tô xuân dương là người đáng tin và là trụ cột tinh thần của tô gia tô tiểu bạch bảo bốn đại võ sư trở về báo cho tần nhạc và thanh mâu hắn sẽ dẫn kỹ mảnh tới công hội thuật sư. Hắn chuẩn bị luyện chế đan dược, không chỉ để trị vết thương của tiêu trữ vương và trần thịnh đạt mà cũng để sau này tu luyện mình cần dùng. Ngày thái bình của thiên xuyên đã sắp hết. Hiện giờ chúng ta cần vạch ra kế hoạch trước. Cổ dung đại sư. Lộ viễn nghe tô tiểu bạch nói, hơi lắc đầu. Cổ dung đại sư với từ hội trưởng cùng bế quan tu luyện, vẫn chưa ra ngoài. Tô Tiểu Bạch cười nói, không sao gọi hắn ra đi hắn sẽ không trách tội ngươi lộ viễn hơi xấu hổ nàng cũng biết thân phận của tô tiểu bạch nhưng trước khi cổ dung bế quan tu luyện đã đặc biệt dặn dò dù trời có sập xuống cũng không được làm phiền hắn chỉ đành nói bạch thiếu ta nếu cổ dung đại sư nếu hắn trách tội ngươi ta sẽ gánh hết hậu quả bồi thương mọi tổn thất cho ngươi tô tiểu bạch cắt ngang lời nàng nói lộ viễn ngẩn người mắt lóe lên tia xấu hổ tráng đổ mồ hôi. Cổ dung không thể đắc tội, bạch thiếu cũng không thể đắc tội. Lúc này, kỹ mảnh nhíu mày nói, bạch thiếu, thuật sư bế quan tu luyện rất nguy hiểm, nếu tự dưng gián đoán sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Hắn không muốn tô tiểu bạch gặp phiền toái vô cớ, nên có lòng tốt nhắc nhở. Tô tiểu bạch không quan tâm đến hắn, cười cười với lộ viễn. Nếu cổ dung biết ta tìm hắn, ngươi không thông báo cho hắn, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Mặt kỹ mảnh trầm xuống, nghĩ tô tiểu bạch quá kiêu ngạo. Thuật sư là ai chứ? Theo hắn thấy là kẻ điên chỉ biết tu luyện, ai cũng chướng mắt. Tô tiểu bạch là ai? Chỉ là một đứa trẻ của tô gia. Mặc dù trình độ võ học rất cao, nhưng thuật sư là học thuật, bọn họ thèm quan tâm đến ngươi không? Lúc này, lộ viễn kinh ngạc hô, lương đại sư. Nàng thấy lương văn ngọc đi ra, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm trời sực cũng có người đỡ bạch thiếu kỹ mảnh lương văn ngọc kinh ngạc vội hỏi rõ tình huống hắn thầm cười khổ trong lòng tô tiểu bạch còn không thèm để từ phàm với hàng hút ở trong mắt sao dám từ chối chỉ đành kiên trì nói bạch thiếu cổ dung bế quan không nên quấy rầy nếu ngươi có chuyện cần ta sẽ giải quyết giúp ngươi tô tiểu bạch nói ta muốn tu luyện một số đan dược cần cổ dung hỗ trợ Lương Văn Ngọc cười ha hả, thoải mái nói, thì ra là vậy. Công hội thuật sư của chúng ta cái khác không có nhưng thuật sư thì rất nhiều. Ta sẽ bố trí hai thuật sư giúp bạch thiếu luyện đan. Kỹ mảnh ngây người, tên điên này dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ. Nhớ có một lần mình mua một lọ đan dược cấp 2 của Lương Văn Ngọc, mình phải chuẩn bị tất cả nguyên liệu, còn phải chờ hơn một tháng mới có thời gian điều chế giúp mình. Tô Tiểu Bạch từ chối, những người khác rất phiền phức, dùng cổ dung thuận tay hơn. Lương sư gọi hắn ra giúp ta. Dùng thuận tay. Kỹ mảnh. Hắn đồ mồ hôi ướt đẫm, nghĩ thầm tên này đúng là không biết điều. May mắn lúc này tâm trạng Lương Văn Ngọc, nếu hắn còn ngông cuồng như vậy sợ là sẽ bị đá ra ngoài. Lương Văn Ngọc cũng ngẩn người, chuyện này. Chuyện này không ổn lắm. Tô Tiểu Bạch đã mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ta hỏi lần cuối, có đi gọi hay không? Chuyện này Thái độ cứng rắn của Tô Tiểu Bạch làm Lương Văn Ngọc giật nảy, hắn không ngờ tiểu tử này lại kiên quyết vậy. Kỹ mảnh với lộ viễn cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Tô Tiểu Bạch gật đầu, nói, được, kỹ mảnh, đi. Xoay người bước đi. Trong lòng Lương Văn Ngọc tức giận, nhưng vẫn thở ra. Tô Tiểu Bạch đã đi tới cửa, đột nhiên nói, ta không trị thương được cho tiêu trữ vương. Bảo hắn đi tìm công hội thuật sư đi. Cái gì? vết thương của tiêu trữ vương lương văn ngọc lập tức hiểu ra nhớ lại lần đó trên yến hội tô tiểu bạch nói hắn có thể trị được thương cho tiêu trữ vương vậy hắn luyện đang là để khoan đã lương văn ngọc đồ mô hôi lạnh vội kéo tô tiểu bạch lại nói bạch thiếu ta đi gọi cổ dung dù đe dọa đến tính mạng của hắn ta cũng phải lôi hắn ra đừng đùa nếu ảnh hưởng đến việc trị thương cho tiêu trữ vương thì đừng nói là tiêu trữ vương cả hoàng thượng và hội trưởng đều sẽ lột da hắn. Như vậy, không tốt lắm. Tô Tiểu Bạch tỏ ra lo lắng. Cổ dung bế quan tu luyện, chúng ta không nên làm phiền hắn. Lương Văn Ngọc muốn ngất, đây chính là lời hắn vừa nói. Trong lòng kỹ mảnh kinh ngạc, đương nhiên hắn biết vết thương của tiêu trữ vương vẫn chưa trị được. Chẳng lẽ Tô Tiểu Bạch có cách? Hắn cảm thấy suy nghĩ này thật vớ vẩn, không thể nào. Lương Văn Ngọc vội nói, trị thương cho tiêu thống lĩnh là chuyện quốc gia, chỉ có bạch thiếu trị được. Ta đi gọi cổ dung. Kỹ mảnh. Tô Tiểu Bạch giữ Lương Văn Ngọc lại, cúi đầu, lấy tay sờ sờ trán bỏ đi, đột nhiên ta thấy buồn nôn. Chờ ta thấy thoải mái hơn sẽ quay lại. Mặt Lương Văn Ngọc tái xanh, mắt xin giúp đỡ nhìn lộ viễn đang ngây người. Lộ viễn phản ứng lại rất nhanh, tiến lên kéo tay Tô Tiểu Bạch, cười nói, Bạch thiếu, là ta không hiểu chuyện. Ngươi đừng tính toán với ta, được không? Ở công hội thuật sư, Lộ Viễn làm người bán hàng, năng lực rất khá. Mà bộ dạng của nàng đáng yêu, mở miệng làm nũng làm người ta vui vẻ thoải mái. Tô Tiểu Bạch vỗ đầu, buồn bực nói, "Hắc, vừa rồi ta đau đầu. Vì sao Lộ Viễn vừa mở miệng thì bệnh đau đầu của ta đã khỏi rồi?" Kỳ quái, kỳ quái. Khỏe là được rồi, khỏe là được rồi. Lương Văn Ngọc xấu hổ nói, nhìn lộ dao bằng ánh mắt khen ngợi. Lộ viễn thấy ánh mắt của Tô Tiểu Bạch, trong lòng ấm áp, hắn không cho Lương Đại Sư chút mặt mũi gì, lại chịu giúp mình. Như vậy, Lương Đại Sư gián tiếp nợ mình một ân tình, sau này địa vị của mình trong nghiệp đoàn cũng cao lên. kỹ Mảnh vẫn ngơ ngác không biết nên nói gì. Hắn chỉ cảm thấy Lương Văn Ngọc khác hắn với hiểu biết trước đó của mình, trước đó lạnh lùng kiêu ngạo, giờ lại nhiệt tình hào phóng, nhưng hắn biết đây là sự khác biệt giữa người với người chứng tỏ ở trong lòng Lương Văn Ngọc địa vị của Tô Tiểu Bạch cao hơn mình rất nhiều. Hắn rất quốc ức, thân là đội phó đội một thần vệ hộ quốc, là trụ cột quốc gia. Tên thiếu gia này là gì chứ? Bốn người đi tới cửa phòng tu luyện của Cổ Dung. Gọi Cổ Dung ra đi. Ta đang gấp, đã chậm trễ một lúc rồi. Tô Tiểu Bạch hai tay ôm ngực, nói lãnh đạm. Lương Văn Ngọc cười khổ, Cổ Dung chắc chắn sẽ nổi bảo. Thuật sư nào đang tu luyện bị cắt ngang cũng nổi giận đùng đùng. Nhưng lúc này vì tiêu trữ vương chỉ có thể bồi thường thêm cho hắn. Lộ Viễn đi gọi đi. Lương Văn Ngọc nói. Lộ Viễn ngây người một lát, mồ hôi đổ như mưa, nói: a à, ta. À. Nhưng không dám cãi lời Lương Văn Ngọc, chỉ có thể cẩn thận đi tới cửa, nơm nớp lo sợ gõ cửa, lại dùng giọng nói ôm nhu mê người nhất có thể, nói khẽ, cổ sư có việc mời ngài ra ngoài. Bên trong cánh cửa rất im lặng, lòng bàn tay Lộ Viễn đổ mồ hôi, chuẩn bị chấp nhận lửa giận của Cổ Dung. Một lát sau, cửa mở ra, một bóng người theo gió mạnh bay thẳng ra ngoài, Lộ Viễn hét ầm lên, bị bóng người kia đánh bay. Cổ Dung giận dữ, năm ngón tay bóp chặt cổ Lộ Viễn, ấn nàng lên tường quát, tiện nhân, dám làm phiền ta. Ngươi có biết lần này bế quan đối với ta quan trọng thế nào không? Chỉ một bước, chỉ một bước nữa ta đột phá lên thuật sư cấp 2 hiện giờ thất bại, giết ngươi cũng không giải được hận. Cấp 2 Lương Văn Ngọc kinh ngạc nhìn linh lực quanh người cổ dung, nói thất thanh, ngươi vừa tiến cấp sau lại đột phá cấp 2 nữa. Nhưng dao động linh lực này, trời ạ, à, đúng là dao động cấp 2, sao có thể? Cổ dung giận dữ xoay người lại nhìn chầm chầm Lương Văn Ngọc, Lương Văn Ngọc, ngươi đang dở trò quỷ gì? Ngươi thấy ta và ngươi sắp cùng thăng lên cấp 2 nên cố ý gây phiền phức cho ta. Lương Văn Ngọc sợ sát ý của hắn đành rút lui, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nghĩ lần này toi rồi, nếu biết cổ dung lên cấp 2 thì dù trời có sập cũng không dám quấy rầy. Hắn hối hận nhìn Tô Tiểu Bạch nói, Bạch Thiếu bắt chúng ta tới tìm ngươi. Ta từ chối rất lâu cũng không cản được. Hắn quyết tâm đẩy mọi trách nhiệm lên người Tô Tiểu Bạch. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, để Tô Tiểu Bạch chịu lửa giận của cổ dung vậy. Hai, lòng mình vẫn quá mềm yếu bạch thiếu đồng tử cổ dung phóng đại lúc này hắn mới nhìn tới tô tiểu bạch và kỹ mảnh cũng đang căng thẳng đứng bên cạnh chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào mặc dù cổ dung là võ giả bình thường nhưng thân phận cao quý hắn không dám làm bị thương đối phương nhưng có vẻ tô tiểu bạch cũng không quan tâm hắn nói là ta tìm ngươi ta đã đợi rất lâu lương văn ngọc hừ lạnh trong lòng nghĩ nói khoác mà không biết ngượng xem ngươi chết thế nào cổ dung buông cổ lọ viễn ra biểu tình trên mặt cũng dịu lại nhưng lại đột nhiên nổi giận trâu dựng thẳng lên tức đến phát trung hắn chỉ vào lộ viễn hô bạch thiếu đến mà ngươi không nói cho ta biết sớm ngươi có biết thời gian của bạch thiếu quý giá thế nào không lại để hắn đợi lâu như vậy ngươi không muốn làm nữa sao lộ viễn cổ dung hét xong nhanh chóng đổi sang khuôn mặt tươi cười chạy chậm tới bên cạnh tô tiểu bạch cúi đầu nói những người này ngu dốt chỉ trách ta bế quan không đúng lúc nếu biết Bạch Thiếu sắp tới, ta chắc chắn sẽ chờ. Đây là tình huống gì? Mọi người đều thấy mơ hồ, muốn ngất xỉu. Tô Tiểu Bạch nói thản nhiên, như vậy không tốt lắm thì phải. Ngươi lên cấp 2 thất bại, giết ta cũng không giải được hận. Đây đúng là lời cổ dung mới hét với lộ viễn, giờ Tô Tiểu Bạch nhắc lại. Cổ dung vỗ đầu, nở nụ cười. À, chỉ là lên cấp 2 mà thôi, lúc nào lên cũng được mà ta thật ngu xuẩn, chọn không đúng lúc, đáng bị cắt ngang. Cắt rất tốt, cắt rất hay. Hoa! Cuối cùng mấy người cũng không nhịn được nữa, hôn mê bất tỉnh. Kỹ mảnh nhìn mấy lần, nếu không phải Lương Văn Ngọc và Cổ Dung không giống giả thì hắn còn tưởng mình đến nhầm chỗ. Lương Văn Ngọc lau mồ hôi lạnh, nói, Cổ Dung, ngươi, ngươi đang lên cấp 2 đó. Cổ Dung quay sang trừng mắt nói, lên cấp 2 có rất nhiều thời gian làm người phải có chí lớn mới đạt tới cảnh giới cao được lương văn ngọc tức ngực vội nói bỏ đi bạch thiếu đã gọi cổ dung ra cho ngươi rồi nếu có chuyện gì thì tìm lộ viễn là được hắn liên tục lắc đầu không biết hắn bị tô tiểu bạch hay cổ dung kích thích nhiều hơn cổ dung cười cười lấy lòng nói bạch thiếu có chuyện gì không tô tiểu bạch chỉ vào lộ viễn lạnh lùng nói nàng là bạn của ta lộ viễn đang vuốt cổ Xương cổ của nàng sắp gãy rồi, trên cổ trắng ngần hiện lên một vết ứ sâu, nhìn rất đáng thương. Cổ dung lập tức đi tới cuối người thật sâu, chân thành nói, lộ viễn tiểu thư, là ta lỗ mãn. Ta xin lỗi ngài. Lộ viễn sợ hãi, một tay ôm cổ, một tay lắc lắc, muốn nói gì đó nhưng cổ họng đau ho khan dữ dội. Mặt kỹ mảnh lại hiện lên vẻ chua sót, nếu thuật sư này cũng đối với mình như vậy thì tốt rồi. Cổ dung lấy một viên thuốc màu đỏ từ trong giới chỉ ra đưa qua, thuốc này giúp máu lưu thông máu, xóa vết ứ. Lộ viễn không dám nhận, cổ dung nóng nảy nhét thẳng vào miệng lộ viễn mới thở vào một hơi, sau đó liếc nhìn sắc mặt của Tô Tiểu Bạch. Sau lần luyện chế trước, Tô Tiểu Bạch đã trở thành thánh nhân danh sư trong lòng hắn. Lúc bế quan, hắn đau khổ suy nghĩ lời dạy của Tô Tiểu Bạch ngày hôm đó, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đột phá cấp 2 làm hắn vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Cho nên lúc mấu chốt bị cắt ngang rất tức giận. Nếu không phải Tô Tiểu Bạch tìm hắn, sợ là lúc này nghiệp đoàn đã bị sang bằng rồi. Tô Tiểu Bạch nói, thiên phú của ngươi tốt hơn ta nghĩ. Nếu nhanh như vậy ngươi đã đột phá được cấp 2 thì tương lai sẽ giành được thành tựu rất cao. Lần này ta phải luyện chế rất nhiều đan dược, ngươi giúp ta. Luyện chế đan dược. Mắt Cổ Dung lóe lên tia sáng, ngươi cần nguyên liệu gì? Ta sẽ chuẩn bị tốt Tô Tiểu Bạch nói, ta tự chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng luyện đang sẽ rất lâu. Ngươi đi tìm phòng luyện sắp xếp cho kỹ mảnh. Rất nhiều thuật sư cũng là võ giả, cần rèn luyện, cho nên có khá nhiều phòng luyện công trong công hội. Cổ dung tìm căn lớn nhất cho kỹ mảnh dùng. Tô Tiểu Bạch đi tới trước bức tường, nghĩ một lát lấy kiếm ô nha ra, dơ lên cao chém xuống. Kiếm thế của hắn sắc bén, mỗi kiếm hạ xuống bức tường lại bắn ra đốn lửa, một hàng chữ nhỏ lần lượt hiện lên chữ nhỏ hoàn nghèo như một dây leo vô biên loại kiếm thế dữ dội này lại tạo nên chữ viết nhẵn nhụi phong cách khác biệt lại cùng xuất hiện ở một thanh kiếm sự đối lập mạnh này làm kỹ mãnh vô cùng chấn động cổ dung cũng là võ giả mặc dù cấp bậc thấp nhưng có thể cảm nhận được kiếm thế của tô tiểu bạch ngừng thở không dám quấy rầy một lát sau trên tường xuất hiện một bài thơ lạc hà giữ cô vụ tề phi thu thủy cộng trường thiên nhất sắc ngư chu sướng vãng hưởng cùng bành lễ chi tân nhạn trận kinh hàng thanh đoạn hành dương chi phổ trích đằng vương các tự bài tự về gác đằng vương của vương bột dịch nghĩa tráng chiều rơi xuống cùng cái cò đơn chiếc đều bay làng nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc thuyền câu hát ban chiều tiếng vang đến bến bành lễ bày nhạn kinh giá rét tiếng kêu dứt bờ hành dương Người dịch trần trọng sang. Bài thơ được viết ra, một bức tranh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, giống như họ đang được trong chơi trong đó. Tô Tiểu Bạch có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình, Kỷ Mảnh. Nếu lúc ta ra ngoài ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ được kiếm ý cao hơn thì chứng tỏ thiên phú của ngươi bình thường, sau này không cần đi theo ta nữa. Nhưng hắn không nghe thấy Kỷ Mảnh trả lời. Kỷ Mảnh đã hoàn toàn đắm chìm trong kiếm ý, không nghe thấy lời nói của Tô Tiểu Bạch người ngồi xếp bằng rơi vào trầm tư cổ dung kinh ngạc nói bạch thiếu hắn tô tiểu bạch xua tay đi thôi đến lúc chúng ta phải làm chuyện của mình hai người đóng cửa phòng luyện công lại đi tới chỗ lần trước luyện kiếm ô nha cổ dung hạ mệnh lệnh chết dù hoàng đế băng hà cũng không được quấy rầy bọn họ lời nói đại nghịch bất đạo như vậy làm lộ viễn sợ đến mức gật đầu lia lịa tô tiểu bạch đi quanh phòng tinh luyện một vòng lại gõ thử mấy cái đan lô, tỏ vẻ cũng không tệ. Lần trước, hắn đã phá vỡ một đan lô cao cấp. Nếu là thuật sư khác đã bị bắt bồi thường rồi. Nhưng tử phàm Hàn hút lại không dám nói nửa lời với hắn, ngược lại còn cầm đan lô bị hỏng đi nghiên cứu. Vậy tinh nguyên nhóm đầu tiên trước. Tô Tiểu Bạch nói, ngươi chủ yếu là tới để học, lúc ta hao hết công lực, ngươi sẽ thế vào. Gọi ngươi tới không cần làm gì, chỉ cần giúp ta một tay ánh mắt tô tiểu bạch hơi cứng lại ý thức hướng về bia thần trong đan điền trên bia có ánh sáng rực rỡ chuyển động chớp mắt cả phòng luyện chế đã chất đầy các loại bảo vật cổ dung sợ tới mức trợn trừng mắt nhìn nói bạch thiếu ngươi dọn hết hàng của nghiệp đoàn tới đây hả đây là kim khố của tô gia ta đã mang đến đây không cần mang về cổ dung cứng họng tô gia là thế gia đứng đầu thiên xuyên quốc dọn sạch kim khố của tô gia lúc hắn còn đang không yên lòng Tô Tiểu Bạch đã trầm giọng nói, lần này có mấy nguyên liệu, với công lực của ta khó mà khống chế được. Dù kỹ xảo có xuất sắc đến đâu cũng không thay thế được tác dụng của công lực. Cho nên lần bế quan này, việc đầu tiên là ta và ngươi đều phải tiến vào thuật sư cấp 2. Mắt Cổ Dung lóe lên tia hưng phấn. Hắn trả lời to, "Được, Bạch thiếu." "Được rồi." Tô Tiểu Bạch rất hài lòng với thái độ của hắn, nói, "Trước khi luyện chế, ta uống chén trà trước." Lúc Tô Tiểu Bạch bế quan tu luyện, Thiên Xuyên đã xảy ra chuyện lớn. Vốn tưởng rằng gia tộc Tô Thị đã bị Tô Giật khống chế, đột nhiên tộc trưởng Tô Xuân Dương xuất hiện với khí thế lớn, không những cướp lại quyền lực gia tộc Tô Thị mà còn tuyên bố Tô Giật là gian tế do địch quốc phái tới, ban lệnh đuổi giết khắp nước. Kẻ nào chứa chấp hoặc bao che cho hắn cũng giết chết. Hắn trở lại nhận chức giúp quân đội nâng cao tinh thần, cũng tích cực xuất hiện thường xuyên bên ngoài làm mọi người suy đoán hơn nữa tô xuân dương cũng nhân cơ hội này diệt sạch dư đảng của tô Dật thanh tra và tịch thu tài sản nhà mấy quan viên quan trọng những quan viên này đều hỗ trợ cho tô giật trong lúc tô xuân dương ẩn giật trấn áp dòng chính tô gia trong đó có mấy người ngăn cản xét nhà bị đánh đến chết thi thể mang đi cho chó ăn văn võ cả triều đều phải kinh sợ vốn có rất nhiều quan viên buộc tội tô xuân dương lúc hắn đang đuổi bắt tô giật nhưng lúc thi thể mấy tên quan viên chết bị kéo trên phố xá sầm quốc mang đi cho chó ăn trên dưới triều đình lập tức yên tĩnh lại không ai dám hé răng cứ như vậy trên dưới cả nước đều ngầm đồng ý với cách làm của hắn tô xuân dương đàn áp tất cả phe đối lập triều cục cũng dần ổn định tô giật gần như biến mất không xuất hiện lần nào phủ thừa tướng sảnh chính lam thị thừa tướng lam hằng đang thưởng thức trà thơm nghe cấp dưới báo cáo Lễ bộ thị lang Lý Bách Thắng cả nhà bảy người đều bị giết, lấy đi 800 thỏi vàng. Người chết gồm 6 vợ bé, cháu của hắn và năm gia đình. Còn có hai mươi mấy người bị gãy xương trọng thương. Lý Bách Thắng cũng bị đánh gãy chân trái. Hai người đứng bên cạnh Lam Hằng là Lam Hiên và cha của Lam Vũ, cũng là đứa con cả của hắn Lam Quảng, Trích Cào, Phụ Thân, người nói xem Tô Xuân Dương đang định làm gì. Giết chết nhiều triều thần như vậy, hắn muốn tạo phản sao? Lam Hằng để ly trà xuống, cười lạnh. Lam quản tầm nhìn của con còn quá nông cạn. Nếu Tô Xuân Dương muốn tạo phản thì hắn sẽ không gây ra ầm ĩ lớn như vậy. Hiện giờ bọn họ chỉ đang đập chuột râu ria mà thôi. Lam quản nói, hắn chỉ muốn trút hết oán giận lúc bị nhốt thôi sao? Lam Hằng hừ lạnh, khinh thường nhìn Lam quản ngươi cho rằng lão già này dễ dàng bị nhốt như vậy sao? Tám phần là hắn cố ý che giấu để nhìn rõ tình thế trước mắt đồng thời cũng để lôi kẻ địch đang ẩn núp ra còn tiện thể phát tài mấy ngày này hắn đã kiếm được hàng triệu kim tệ rồi nhiều như vậy sao nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha